Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 195. Tu luyện thành công tu la đệ lục biến, Tiêu Phàm cười có chút dữ tợn. Mặc dù có được nghịch loạn chi đồng, nhưng vô tận chi huyết luyện hóa nhiều như vậy thần huyết, đối với hắn mà nói, cũng là một loại gánh nặng cực lớn, thừa nhận khó có thể hình dung đau đớn. Thậm chí hắn đều không cách nào tưởng tượng, năm đó táng, lại là làm sao dung hợp hơn 9.000 loại thần huyết, đây quả thực quá kinh khủng. Nghĩ đến táng, Tiêu Phàm lại có chút kỳ quái. Giống táng loại kia nhân vật, hẳn là ở thiên hoang cũng tồn tại hắn đại danh mới đúng a, vì sao đi tới thiên hoang lâu như vậy, lại hoàn toàn chưa nghe nói qua tên của hắn đây. Bất quá cái này suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn rất nhanh lần nữa đắm chìm trong còn dư lại thần huyết dung hợp. Muốn tu luyện tu la đệ thất biến, đoán chừng là không thể nào, nhưng là, có thể khoảng cách tu luyện đệ thất biến điều kiện càng gần một điểm, cũng là chuyện tốt. Hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn thi triển tu la đệ lục biến, nhưng Tiêu Phàm cảm giác, đệ lục biến nhục thân, tuyệt đối so với vô thượng kim thân đệ nhị đoán hiếu thắng. Về phần cụ thể uy lực làm sao, hắn cũng không rõ ràng. Dung hợp 900 loại thần huyết cũng không biết qua bao lâu, bây giờ còn có gần 1.000 loại, đoán chừng cần thời gian dài hơn. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng. Tính toán một cái, hắn vẫn là chuẩn bị trước tiên đem thí thần, thần phong cùng cửu U Ma Toan bọn họ vứt ra lại nói. Qua khoảng thời gian này khôi phục, thương thế của bọn hắn đã không sai biệt lắm, mỗi người lần nữa chiến lực tràn đầy. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia đặc biệt bộ dáng lúc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là thần phong, ẩn ẩn đoán được cái gì. Thí thần, các ngươi đi trước bên ngoài chờ ta còn cần bế quan một đoạn thời gian. Tiêu Phàm chia ra một bộ linh hồn phân thân, mang theo mấy người rời đi vạn thánh điện. Sau đó, hắn tiếp tục dung hợp thần huyết, mục tiêu lần này, là đến gần vô hạn 7.777 loại thần huyết. Thời gian trôi qua, nháy mắt trôi qua nửa năm. Nửa năm thời gian, nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Một ngày này, Tiêu Phàm từ bế quan bên trong tỉnh lại, chiếc hộp màu đen bên trong thần huyết, tất cả đều bị hắn dung hợp sạch sẽ. Nhưng là, vô tận chiến huyết dung hợp thần huyết, vẫn như cũ còn kém 17 loại, chỉ có 7.760 loại. Điểm này, để Tiêu Phàm có chút cảm thấy đáng tiếc. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như tu luyện tu la đệ thất biến, hắn nhục thể cường độ lại sẽ đạt tới tầng thứ gì, chí ít cũng không yếu với vô thượng kim thân đệ tam đoán rồi a. Đến lúc đó, cùng giai tu sĩ, bằng vào nhục thân, là hắn có thể đủ một quyền đánh nổ. Thôi, cũng không biết Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, cùng quân Bách Nhẫn nói thế nào, cũng nên đi ra rồi. Tiêu Phàm thở sâu. Bản thân tiến vào vạn thánh dược các, vừa tiến đến chính là hơn nửa năm, ai biết bên ngoài xảy ra chuyện gì đây. Hơn nữa, thí thần cùng cửu U Ma Toan bọn họ cũng ly khai nửa năm thời gian, lấy hai người bọn họ tính cách, đoán chừng sẽ đem vạn thánh dược các nháo gà chó không yên. Hô, Tiêu Phàm vừa mới bước ra cửa đại điện, một đoàn ngọn lửa màu vàng gào thét mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm quanh thân. Cảm thụ được kim sắc hỏa diễm tán phát khí tức cường đại. Tiêu Phàm khiếp sợ không thôi, tam tinh tôn giai. Này khí tức, hắn chỉ ở thượng phẩm thánh tôn cảnh cường giả trên người cảm thụ qua, chẳng lẽ vô tận chi hỏa đã đột phá tam tinh tôn giai ngọn lửa. Chủ nhân, ta nhanh tứ tinh, vô tận chi hỏa vẻ mặt đắc ý nói. Tứ tinh, Tiêu Phàm ngạc nhiên, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, ngày đó lân thần hỏa dù sao cũng là thất tinh tôn giai hỏa diễm A, cho dù chỉ là một sợi, nhưng đã đủ để cho vô tận chi hỏa. Đột phá tứ tinh, cũng hợp tình hợp lý. Đi thôi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô tận chi hỏa trong nháy mắt biến mất ở trong cơ thể hắn, Tiêu Phàm bước dài ra ngoài. Dừng lại, đừng chạy, trộm ta ngũ tinh hỗn nguyên thần đan, ngươi còn muốn chạy. Bắt hắn lại, mới ra đại điện, từng tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, có một đạo hắc ảnh từ Tiêu Phàm trước mắt hiện lên, xông vào phía sau hắn đại điện bên trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Vô số thân ảnh từ đuổi theo phía sau, sát khí nặng nề. Trong lúc hô hấp, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở vạn thánh điện phía trước trên quảng trường nhỏ, mỗi người đều lên cơn giận dữ, chỉ là gặp đến Tiêu Phàm thời khắc, ngụm kia nội ý mới cưỡng ép nuốt xuống. Sau một khắc, đám người nhao nhao quỳ một chân trên đất, cung kính bái nói, bái kiến các chủ.
các ngươi đang làm cái gì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn đám người, ra hiệu đám người đứng dậy nói chuyện. Đám người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, ai cũng không có mở miệng. Tiêu Phàm nhíu mày, chỉ trong đó một cái hắc y nữ tử nói, ngươi tới nói. Là, các chủ, hắc y nữ tử biểu tình vẻ làm khó, do dự mấy tức mới nói, là các chủ mang tới những người kia, từ khi các chủ bế quan về sau, bọn họ khắp nơi ăn cắp thần đan, chúng ta những người này đều gặp nạn. Ai, Tiêu Phàm thanh âm đều bén nhọn không ít, hắn còn cho rằng mình nghe lầm. Hắn người mang tới, không phải liền là thí thần, thần phong cùng cửu U Ma Toan sao? Bọn họ ba tên này đang khắp nơi ăn cắp thần đan. Hắc y nữ tử lại cường điệu qua một lần, Tiêu Phàm sau khi nghe, mặt sạm lại, bỗng nhiên vỗ trán một cái. Bản thân nhanh như vậy xuất quan, không phải liền là sợ bọn họ đem vạn thánh vân giới huyên náo chướng khí mù mịt sao? Bản thân lo lắng sự tình, cuối cùng vẫn đã xảy ra. Các ngươi về trước đi, việc này ta tới xử lý. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được những người này trên thân nộ khí, có lẽ là bởi vì duyên cớ của hắn, mới không nhúc nhích sát tâm. Bằng không mà nói, lấy bọn hắn thực lực, muốn giết chết thí thần bọn họ, hẳn là không cần cỡ nào phiền phức. Hắn vừa mới thành là vạn thánh dược các chủ, tự nhiên cũng muốn lôi kéo những người này. Bất kể như thế nào đều muốn cho bọn hắn một cái công đạo. Là, các chủ, đám người mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là cho Tiêu Phàm cái này tân nhiệm các chủ mấy phần tình mọn. Đợi đám người rời đi về sau, Tiêu Phàm đột nhiên mặt âm trầm quát, đều đi ra cho ta. Nói xong, ba bóng người yếu ớt từ vạn thánh điện đang đi ra, cái này khiến Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Vừa mới xông đi vào rõ ràng chỉ có một người a. Làm sao đột nhiên xuất hiện ba người đây? Bất quá hắn có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt không gian ba động, hiển nhiên, cửu U Ma Toan gia hỏa này khẳng định động truyền tống ngọc bàn, vừa mới trốn vào vạn thánh điện chính là hắn, thí thần cùng thần phong là hắn truyền đưa tới. Lão đại, người không có thể trách chúng ta cái này không cũng là vì vô tận thần phủ suy nghĩ, cho nên lấy thêm một điểm đan dược a. Thí thần cúi đầu, yếu ớt nói ra. Vì vô tận thần phủ, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái này thật đúng là nhường hắn không biết nói gì. Ai, Tiêu Phàm thở dài một hơi, nói, đem tất cả đan dược trả. Các chủ, Tiêu Phàm lời còn chưa dứt, nơi xa lại có hai đạo bóng người thoáng hiện, chẳng lẽ lại là tới chất vấn bản thân. Hai đạo thân ảnh kia nhanh chóng tới gần, dĩ nhiên là Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, Trương Văn Cẩn vẻ mặt vội vàng nói, các chủ. Tốt đẹp tin tức, thiên hoang sứ giả đến. Sứ giả, Tiêu Phàm nghi hoặc, tại sao lại cùng thiên hoang sứ giả dính líu quan hệ? Bất quá nghĩ đến bọn họ không phải đến chất vấn bản thân, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi. Nửa năm trước, chúng ta cùng thiên hoang đạt thành hiệp nghị, thiên hoang thỏa hiệp. Trương Văn Cẩn kích động không thôi, nói, từ nay về sau, vạn thánh dược các hoàn toàn độc lập với thiên hoang bên ngoài. Tiêu Phàm sững sờ. Đứng tại chỗ thật lâu thất thần. Thiên hoang thừa nhận vạn thánh dược các địa vị. Hơn nữa, còn cho phép vạn thánh dược các không nhận thiên hoang quản hạt. Đây đúng là một tin tức tốt, hơn nữa còn là tin tức vô cùng tốt. Mặc dù cái này cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm có đủ thực lực cùng thiên hoang vật tay, nhưng ít nhất nói rõ, hắn Tiêu Phàm cũng không phải không quan trọng gì nhân vật. Thiên hoang muốn ứng phó hắn Tiêu Phàm, cũng phải suy tính một chút vạn thánh dược các thái độ. Cái này còn phải cảm tạ thiên hoang tài luyện đan quá lạc hậu, cùng vạn thánh dược các hoàn toàn không phải một cái cấp độ, bằng không mà nói, thiên hoang tuyệt đối không có khả năng lôi kéo vạn thánh dược các. Thở sâu, Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, nói trước đó ta xách hai điều kiện đây. Cái này sớm đáp ứng rồi, cũng viết ở trong hiệp nghị một bên, các chủ tùy thời đều có thể trở về thiên hoang, vô luận cái kia mấy gia tộc lớn, vẫn là thiên hoang thần các. Đều không dám làm gì các chủ. Trương Văn Cẩn cười nói. Thiên hoang thật đúng là hiện thực a. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, đều là ý chào phúng. Lúc trước hắn chỉ là một cái bình thường hạ phẩm thánh tôn tu sĩ, ai cũng có thể kêu đánh kêu giết. Mà bây giờ, hắn đột nhiên trở thành vạn thánh dược các chủ, vạn thánh vân giới chi chủ, bàn về địa vị, chính là cùng quân bách nhẫn một dạng tồn tại, tự nhiên là có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Thiên hoang chính là thực tế như vậy, cũng rất tàn khốc. Trương Văn Cẩn tán đồng gật đầu, tuy nhiên bọn họ công nhận vạn thánh dược các thân phận, bất quá lão hủ cảm thấy,
nên phòng còn phải phòng. Làm sao phòng? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn cũng biết Trương Văn Cẩn lo lắng. Lấy vạn thánh dự các thực lực, thiên hoang muốn diệt đi, căn bản không cần phế quá lớn công phu, vạn nhất thiên hoang người đại lượng chui vào vạn thánh vân giới, khả năng này chính là vạn thánh dự các tận thế. Đây cũng là Tiêu Phàm sở dĩ nghĩ muốn lưu lại Hoàng Sa cổ địa một trong những nguyên nhân, nếu như thiên hoang người tiến vào Hoàng Sa cổ địa, vạn thánh dự các có thể trước tiên biết rõ, làm tốt phòng bị biện pháp. Để thiên hoang tìm một cái người phát ngôn, cùng ta vạn thánh dự các giao dịch. Một mực trầm mặc Lục Bá Hậu trầm giọng nói. Người phát ngôn, Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, hắn ở thiên hoang căn bản không có bất kỳ bối cảnh gì, nếu như nói cứng có bối cảnh. Vậy cũng chỉ có Long Vân. Nhưng Long Vân chỉ là địa các chủ, địa vị cũng không thế nào cao, có thể đối phó hắn quá nhiều người. Về phần những người khác, Tiêu Phàm không có nghĩ qua, nếu là muốn thiên hoang người phát ngôn, vậy dĩ nhiên thân phận địa vị không thể quá thấp, tốt nhất là có thể làm cho đại gia tộc ủng hộ. Long Vân dĩ nhiên cũng là đại gia tộc, nhưng hắn có vẻ như càng khuynh hướng thiên hoang thần các, cùng Long gia tầm đó cũng không thế nào hòa thuận. Đúng rồi, Long Hồng Tuyết. Đột nhiên, Tiêu Phàm vỗ trán một cái, nói, gia hỏa này đáng tin cậy, hơn nữa tốt xấu cũng coi là Long gia chính thống đệ tử, tâm tính cũng đáng tin cậy. Ngay sau đó Tiêu Phàm nhìn về phía Trương Văn Cẩn bọn họ nói, ta chuẩn bị tiến về thiên hoang, quay đầu ta tìm tới thiên hoang người phát ngôn, còn có cái gì phải chú ý. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu trợn trắng mắt, ngươi nha, ngươi mới là các chủ A, chúng ta chỉ là hộ pháp mà thôi. Làm sao ngươi sự tình gì đều hỏi ta môn đây? Bất đắc dĩ về bất đắc dĩ, Trương Văn Cẩn vẫn là nói, thiên hoang không biết hoa cái gì đại giới, đem dị ma cũng khu trục ra Hoàng Sa cổ địa. Quay đầu chờ thiên hoang người toàn bộ rút đi về sau, trừ bỏ thiên hoang người phát ngôn, những người khác không được đi vào Hoàng Sa cổ địa, bằng không vạn thánh dự các có quyền kết thúc hiệp nghị, cái này không sai, thiên hoang là mặt hàng gì, chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Tiêu Phàm tán thành gật đầu. Chúng ta tạm thời sẽ để cho vạn thánh vân giới dừng lại ở này. Lục Bá Hậu nói, trong tay hắn đột nhiên lấy ra mấy khối lệnh bài, nói, đây là tiến vào vạn thánh vân giới mãi mãi thông hành lệnh, còn mời các chủ cẩn thận sử dụng. Tiêu Phàm vẻ mặt mộng bức kết quả lệnh bài, kinh ngạc nói, chẳng lẽ, vạn thánh vân giới còn biết di động. Tự nhiên, lần này xuất hiện ở Hoàng Sa cổ địa, chỉ là trùng hợp mà thôi. Lục Bá Hậu lơ đễnh nói. Đúng rồi, các chủ có được vạn thánh dược các, tùy thời có thể tiến vào vạn thánh vân giới. Tiêu Phàm yên lặng, chẳng trách mình có thể tiến vào vạn thánh vân giới, nguyên lai là bởi vì vạn thánh dược các nguyên nhân. Nghe đến mấy câu này, hắn cũng rốt cục yên lòng, về sau không cần lo lắng vạn thánh dược các sẽ bị thiên hoang luân hãm. Cái kia vạn thánh dược các, liền phiền phức hai vị tiền bối. Tiêu Phàm cười nói, mặc dù trở thành vạn thánh dược các chủ. Nhưng hắn chưa bao giờ đem hai vị này lão nhân ra sản thành hạ nhân đối đãi. Nhà có một lão, như có một bảo, hiện tại vạn thánh dược các thế nhưng là có nhị lão, hơn nữa hai người đều là trung phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm cũng coi là lực lượng 10 phần. Chính ngươi cũng cẩn thận, Trương Văn Cẩn nhắc nhở, nơi này là một chút đan dược, các chủ có lẽ sẽ có chút tác dụng. Bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm là không thể nào vĩnh cửu lưu tại vạn thánh dược các. Cho nên sớm sắp xếp xong xuôi tất cả. Dứt lời, Trương Văn Cẩn giao cho Tiêu Phàm một mai càn khôn giới, Tiêu Phàm nhìn lướt qua, không khỏi trợn to hai mắt, tiền bối, người xác định những đan dược này đều cho ta. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, cái này trong càn khôn giới đan dược, đâu chỉ mấy vạn. Chai chai lọ lọ chất thành tiểu sơn, tạo thành từng tòa đan sơn. Dùng hết rồi, trở lại cầm. Trương Văn Cẩn gật gật đầu. Nói, ngươi muốn là ngại ít mà nói, ta lại chuẩn bị cho ngươi điểm. Không cần, không cần, Tiêu Phàm vội vàng khoát tay. Nhiều đan dược như vậy, hắn làm sao có thể ngại ít đây? Đừng nói dùng để tu luyện, chính là coi như ăn cơm cũng đủ a. Làm Tiêu Phàm khiếp sợ thời điểm, Trương Văn Cẩn vừa nhìn về phía thí thần bọn họ nói, ba vị, các ngươi là các chủ bằng hữu, chúng ta không có gì đưa tặng, sẽ đưa mọi người mấy ngàn viên thuốc. Dứt lời, Trương Văn Cẩn lại tiện tay ném cho thí thần, cửu U Ma Toan cùng thần phong ba cái một mai càn khôn giới. Ba người tiếp nhận càn khôn giới, vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn bị Trương Văn Cẩn đại thủ bút cho khiếp sợ đến. Đưa tới, sẽ đưa mấy ngàn viên thuốc,
Hóa ra vạn thánh dược các đan dược, ngàn viên là đơn vị cơ bản. Người nha, sớm biết người muốn đưa chúng ta nhiều đan dược như vậy, chúng ta nửa năm này thời gian, còn tới chỗ trộm cái rắm a, đây không phải lãng phí biểu lộ sao? Thí thần ba người thần sắc cực kỳ lúng túng, chỉ có thể ra vẻ chấn định, thí thần cười nói, bản tôn nhìn các ngươi hai cái lão đầu thuận mắt, vậy liền từ chối thì bất kính. Tiêu Phàm trực tiếp cho hắn một cái bạo lật, gia hỏa này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Nguyên bản hắn còn muốn giáo dục một chút thí thần ba cái, bất quá bây giờ hắn biết rõ, không có cần thiết. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đưa cũng đã đưa mấy ngàn viên thuốc, lại làm sao có thể quan tâm bọn họ trộm phải mấy khỏa kia đây. Nói thật, Tiêu Phàm cũng bị Trương Văn Cẩn bàn tay to của bọn hắn bút cho khiếp sợ đến. Đây mới là đại thế lực nội tình a. Hai vị tiền bối, vậy vãn bối liền chuẩn bị tiến về thiên hoang, vạn thánh dược các liền giao cho các ngươi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Lưu tại vạn thánh vân giới, hắn tu vi rất khó tiến bộ, muốn nhanh chóng mạnh lên, còn phải xông sáo ma quật. Trương Văn Cẩn gật gật đầu, nói các ngươi tùy thời đều có thể rời đi, đúng rồi, có người muốn cùng các chủ học tập một lần. Cùng ta học tập, ai? Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Tiêu Phàm một chuyến rất nhanh rời đi vạn thánh vân giới, tiến nhập hoàng sa cổ địa, bất quá bọn hắn bên người lại nhiều hơn một người. Yến Bi Ca, người đi theo ta làm cái gì? Tiêu Phàm nhìn phía sau nhiều hơn một người nói. Trước đó Trương Văn Cẩn nói cho hắn, có người sẽ cùng theo hắn rời đi, hắn còn tưởng rằng là Như Hi đây. Nếu như là Như Hi, đó là tốt nhất rồi, mặc dù nàng thực lực không tốt lắm, nhưng là có Trương Văn Cẩn cái này lợi hại ra ra, còn có thể để cho nàng ăn thiệt thòi hay sao? Thậm chí, hắn cũng nghĩ qua là băng thiền cung chủ, năm đó Như Hi thế nhưng là đi theo băng thiền cung chủ rời đi. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm cũng hỏi thăm băng thiền cung chủ một chút tin tức, băng thiền cung chủ đi theo Như Hi trở lại vạn thánh vân giới không lâu về sau, liền rời đi. Về phần đi nơi nào, Như Hi cũng không biết. Các chủ, thuộc hạ muốn theo ngài học tập luyện đan chi pháp. Yến Bi Ca cung kính nói. Thua với Tiêu Phàm, hắn không hề cảm thấy đáng tiếc, cũng không có sa sút tinh thần, ngược lại tràn đầy đấu chí. Thua với vạn thánh dược các chủ, đây là một loại vinh quang, mà không phải sỉ nhục. Yến Cửu Thiên tiền bối không phải đem hắn tự thân truyền thừa cho ngươi sao? Tiêu Phàm biết rõ Yến Bi Ca thái độ kiên quyết, cũng sẽ không thuyết phục, chỉ là có chút hiếu kỳ. Các chủ truyền thừa, ta có thể chậm rãi lĩnh ngộ, nhưng luyện đan nhất đạo, xa rời thực tế là không được. Yến Bi Ca lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm đối Yến Bi Ca ngược lại có chút thay đổi cách nhìn, người này, làm người vẫn tương đối chính trực, cũng không biết hắn tiến về thiên hoang là tốt là xấu. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm một chuyến xuất hiện ở hoàng sa cổ địa thông hướng thiên hoang lối vào. Nơi này, đã thành lập một tòa thành trì, hơn nữa từ vạn thánh dược các người trấn thủ, trong đó có trung phẩm nguyên tôn cường giả, tứ tinh ma tôn cũng không dám quấy rối. Nhưng có thể cũng là nguyên nhân này, dị ma dứt khoát rút lui, lười nhác cùng vạn thánh dược các dây dưa. Thiên hoang ở ma quật khả năng theo quy củ đến, nhưng vạn thánh dược các lại không nhất định. Đương nhiên, hoàng sa cổ địa, khắp nơi cát vàng, lưu lại cũng không có quá nhiều giá trị, còn muốn lãng phí nhân lực trông coi. Lão đại, có chút khẩn trương sao? Thí thần cười nhìn lấy Tiêu Phàm, nói. Tiêu Phàm mặt sạm lại, bất quá lại nói trở về, hắn thật đúng là có chút khẩn trương. Tuy nói phản đồ danh tiếng bị thiên hoang lấy xuống, nhưng vạn nhất đối phương không giữ lời hứa đây. Liền phải xem vạn thánh dược các phân lượng. Tiêu Phàm trong lòng thở dài, sau đó dẫn đầu bước vào truyền tống trận. Hoàng sa cổ địa truyền tống trận có chút đặc biệt, không cần trung truyền, mà là trực tiếp thông hướng thiên hoang truyền tống các, cái này khiến Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Xem ra, vạn thánh dược các so với ta tưởng tượng phân lượng còn nặng hơn. Tiêu Phàm cười, lo âu trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói. Các ngươi nhìn, Tiêu Phàm trở về, vừa đi ra truyền tống các. Đã có người lên tiếng kinh hô, nhận ra Tiêu Phàm một chuyến. Khoảng thời gian này, Tiêu Phàm cũng coi là danh nhân rồi, chiếm lấy địa các thi đấu đệ nhất không nói, lại còn giết mấy cái đại gia tộc thiên tài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đương nhiên, so với những cái này, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, hắn vậy mà phản bội thiên hoang, còn bị thiên hoang thần các truy nã. Nhưng hiện tại,
hắn rốt cuộc lại nghênh ngang về tới thiên hoang, cái này để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù cho thiên hoang thần các, cũng không khả năng vì một cái hạ phẩm thánh tôn cảnh tu sĩ, mà đắc tội mấy gia tộc lớn a. Phải biết, Tiêu Phàm đắc tội gia tộc cũng không ít, có Đế gia, Lâm gia, Băng gia, Thiên Sơn gia tộc, thậm chí còn có Khương gia cùng Long gia. Hắn như vậy nghênh ngang trở về, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Trong đám người tâm cũng cực kỳ nghi hoặc, vì sao thiên hoang lại đột nhiên giải trừ Tiêu Phàm truy nã lệnh, hơn nữa liền một nguyên nhân đều không cho. Tiêu Phàm căn bản không quan tâm bốn phía ánh mắt kinh ngạc, liền như vậy nghênh ngang đi ra truyền tống các, đi tới thiên hoang thần thành. Hắn vừa mới chuẩn bị bước vào thiên hoang thần thành, liền bị một bóng người ngăn cản đường đi. Khương Thiếu Hư, Tiêu Phàm thần sắc như thường, trong lòng chưa từng nổi lên nửa điểm gợn sóng. Hắn đã từng, sẽ còn mắt nhìn thẳng Khương Thiếu Hư một cái, cảm thấy hắn có lẽ còn có thể trở thành bạn, nhưng bây giờ, hai người cơ hồ là không chết không thôi quan hệ. Tiêu Phàm, có gan lên sinh tử đài. Khương Thiếu Hư cầm kiếm ngang dọc, ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Bốn phía không ít tu sĩ tất cả đều xông tới, vẻ mặt bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử, có gan giết người, phải có gan gánh chịu hậu quả, là cái nam nhân, liền lên sinh tử đài, nhất quyết sinh tử. Âm hiểm tiểu nhân, nên giết, giết hắn, không nên để cho hắn bước vào thiên hoang thần thành nửa bước. Đám người kêu gào không thôi, thiên hoang tu sĩ đối thái cổ thần giới người vốn là không thế nào quan tâm, huống chi Tiêu Phàm cái này thái cổ thần giới đại biểu đây. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy mọi người tiếng nghị luận, khẽ cười một tiếng nói, ngươi thượng phẩm thánh tôn, để cho ta một cái hạ phẩm thánh tôn, cùng ngươi lên sinh tử đài. Ngươi đầu bị cửa kẹp sao? Nói đến đây, Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo quét mắt ở đây tu sĩ, dù cho một chút tu sĩ cấp cao, cũng không dám cùng hắn nhìn thẳng. Đúng vậy a, Tiêu Phàm chỉ là hạ phẩm thánh tôn mà thôi, liền thánh các đều còn chưa đi vào. Mà Khương Thiếu Hư thế nhưng là có uy tín thánh tôn cảnh, càng là thánh tôn bảng top 100 cao thủ. Dạng này hai cái hoàn toàn không còn cùng một cái cấp độ người, ngươi mời người khác lên sinh tử đài, người khác có như vậy ngốc sao? Chỉ bất quá, Khương Thiếu Hư cũng không có nửa điểm đỏ mặt bộ dáng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ngươi có thể không chiến, ta cũng sẽ không giết ngươi, bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là nhận biết Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên a. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, thầm mắng Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai cái này ngu xuẩn, vậy mà rơi vào Khương Thiếu Hư trong tay. Suy nghĩ một chút cũng phải, hắn từ truyền tống các tới nơi này, cũng có một đoạn thời gian, liền Khương Thiếu Hư bọn họ cũng đều biết bản thân trở về, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y không biết khả năng quá nhỏ. Nhưng hai người bọn họ lại chưa từng xuất hiện, cái này quả thật có chút kỳ quặc. Nói như vậy, ta là không thể không chiến. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đầu tiên là nghiền ngẫm cười một tiếng, ngay sau đó ngữ khí đột nhiên trở nên sắc bén lên, người rất muốn chết sao? Ha ha, nhìn thấy tức giận Tiêu Phàm, Khương Thiếu Hư không những không giận mà còn cười, nói Tiêu Phàm, nói đến cùng, chúng ta đều là giống nhau người. Đám người không hiểu, nhưng thí thần biết rõ Khương Thiếu Hư ý tứ, hắn cùng Tiêu Phàm một dạng, đều là kiêu ngạo người, giảng nghĩa khí người. Tiêu Phàm giết hầu hoàng bọn họ, Khương Thiếu Hư không có khả năng không hề làm gì, hắn nhất định phải giết Tiêu Phàm cho hắn huynh đệ đã chết tỉ muội báo thù. Nếu như việc này phát sinh ở Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm cũng sẽ làm như vậy. Không, ta với ngươi không giống nhau. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, nhe răng cười nói, ta làm sao sẽ cùng một người chết một dạng đây. Lời này vừa nói ra, cũng liền đại biểu cho Tiêu Phàm đã đáp ứng cùng Khương Thiếu Hư đánh một trận. Đám người vô cùng ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm vậy mà đáp ứng. Hắn một cái hạ phẩm thánh tôn lại dám cùng thượng phẩm thánh tôn Khương Thiếu Hư lên sinh tử đài, đây không phải tự tìm cái chết, lại là cái gì? Lão đại, thí thần sắc mặt trầm xuống, hắn không biết Khương Thiếu Hư thực lực chân chính, chỉ là đến đối phương bất phàm, liền hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Tiêu Phàm cùng hắn lên sinh tử đài, quá nguy hiểm. Tiêu Phàm lại là trầm mặc không nói, từ đầu đến cuối, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Ha ha, ta chờ ngươi. Khương Thiếu Hư lại là thoải mái cười một tiếng, thu hồi trường kiếm, quay người hướng về trong thành đi. Tiêu Phàm cùng Khương Thiếu Hư sinh tử đấu tin tức, rất nhanh truyền khắp thiên hoang thần các,
không ít người nghe được Tiêu Phàm danh tiếng, tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Thật sự là Tiêu Phàm gần nhất huyên náo động tĩnh quá lớn, khiến cho rất nhiều người hận không thể đem Tiêu Phàm trừ bỏ cho thống khoái. Tiêu Phàm một chuyến ở đám người bao vây phía dưới, tiến nhập Thiên Hoang Thần Các phía trước quảng trường phía trên, những người khác nhìn chằm chằm hắn, tựa như sợ hắn chạy trốn một dạng. Yến Bi Ca vẻ mặt mộng bức, hắn lần thứ nhất hoài nghi mình, có phải hay không không nên đi theo Tiêu Phàm rời đi Vạn Thánh Vân Giới. Ta ở Thiên Hoang tương đối được hoan nghênh, người hẳn là cảm nhận được a. Tiêu Phàm trêu ghẹo nhìn xem Yến Bi Ca nói. Được hoan nghênh, Yến Bi Ca kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, người nha, bọn họ là muốn giết ngươi tốt a. Thậm chí có người hận không thể đem ngươi rút gân lột ra, đây là được hoan nghênh. Làm sao, ngươi không tin? Tất nhiên ngươi muốn đi theo ta, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng. Tiêu Phàm nhìn thấy Yến Bi Ca trầm mặc, tiếp tục nói. Yến Bi Ca tiếp tục trầm mặc, loại trang diện này, hắn xác thực lần thứ nhất nhìn thấy, cũng là thật bị giật mình. Các chủ, người kia tựa như là thượng phẩm thánh tôn. Nghĩ nghĩ, Yến Bi Ca vẫn là nhắc nhở Tiêu Phàm. Cái gì là sinh tử đấu hắn không biết, nhưng hắn cảm thấy tất yếu nói cho Tiêu Phàm, để cho biết mình cùng Khương Thiếu Hư ở giữa chênh lệch. Bây giờ hối hận còn kịp, nếu là thật bắt đầu sinh tử đấu, hối hận coi như chưa hẳn tới kịp. Dù sao, thượng phẩm thánh tôn thế nhưng là có được miểu sát hạ phẩm thánh tôn thực lực. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi cổ quái nhìn xem Yến Bi Ca, Yến Bi Ca bị nhìn toàn thân run rẩy, chẳng lẽ mình nói không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta liền hẳn là ỷ mạnh hiếp yếu sao? Thật lâu, Tiêu Phàm mới biệt xuất một câu. Yến Bi Ca không còn gì để nói, tốt a, ngươi là ta chưa nói. Giờ phút này, quảng trường phía trên đã bị vây chật như nêm cối, địa các tu sĩ, thiên các tu sĩ, thậm chí thánh các không ít tu sĩ đều chạy tới nơi đây, quan sát Tiêu Phàm cùng Khương Thiếu Hư sinh tử đấu. Tiểu tử này thật đúng là có thể làm ầm ĩ, thật vất vả bị Thiên Hoang biến mất phản nghịch danh tiếng, rốt cuộc lại nháo động tĩnh lớn như vậy. Mấu chốt là, hắn lại dám cùng Khương Thiếu Hư sinh tử đấu, có vẻ như hắn cũng không giống là người không sợ chết a. Khương Thiếu Hư thế nhưng là Khương gia thiên tài, cho dù Tiêu Phàm thắng thì đã có sao, không phải là đắc tội Khương gia. Đám người ngươi một lời ta một câu, ai cũng không coi trọng Tiêu Phàm có thể chiến thắng Khương Thiếu Hư, vô luận cuối cùng ai ngã xuống, Tiêu Phàm đều không thắng được. Thua, liền chết. Thắng, hắn liền phải giết Khương Thiếu Hư, đắc tội Khương gia, tuyệt đối là không sáng suốt. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được Tiêu Phàm ý nghĩ. Dù cho thí thần cũng là. Chẳng lẽ Tiêu Phàm đang cố ý hướng Thiên Hoang chịu thua, để Khương Thiếu Hư đánh bại bản thân, lưu một điểm mặt mũi. Dù sao, một năm không tới thời gian, Tiêu Phàm liền từ phản nghịch phản chính, đối Thiên Hoang uy nghiêm mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá biết Tiêu Phàm người đều biết rõ, Tiêu Phàm là không thể nào làm như vậy, nói hắn nghĩ cho Thiên Hoang một hạ mã uy còn tạm được. Các ngươi không phải từ bỏ ta sao? Hiện tại lão tử liền hướng các ngươi chứng minh, các ngươi Thiên Hoang thiên tài, cũng chỉ đến như thế. Tiêu Phàm, lăn đi lên nhận lấy cái chết. Khương Thiếu Hư gầm thét, hắn đã không kịp chờ đợi giết chết Tiêu Phàm, cho chết đi hầu hoàng đám người báo thù. Ngươi đừng vội lấy tự tìm cái chết. Tiêu Phàm cười cười, thân thể giống như khinh yến đồng dạng, rơi vào trên sinh tử đài, nụ cười trên mặt biến mất, trở nên hết sức lạnh lùng lên. Ký lên sinh tử hiệp nghị. Khương Thiếu Hư đem đã sớm chuẩn bị xong sinh tử hiệp nghị ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, phiên động sinh tử hiệp nghị bên trên, lập tức lưu lại tên của hắn cùng một sợi linh hồn ấn ký. Từ giờ trở đi, sinh tử hiệp nghị cũng đã có hiệu lực. Chết, đột nhiên, Khương Thiếu Hư nổi giận gầm lên một tiếng, giống như nổi điên dã thú, nắm lấy một thanh trường kiếm đánh tới, dài mấy trăm trượng kiếm khí trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm trước người. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Khương Thiếu Hư xác thực hận không thể lập tức giết chết Tiêu Phàm, thay huynh đệ đã chết tỉ muội báo thù. Nhưng Tiêu Phàm tất nhiên dám lên đài, lại làm sao có thể nhường hắn toại nguyện đây? Chỉ thấy chân hắn dẫm thời không na di thiểm, nhanh chóng chống đối Khương Thiếu Hư kiếm khí công kích, không thể không nói, đột phá hạ phẩm thánh tôn về sau, Tiêu Phàm đối thời không na di thiểm đã thuận buồm xuôi gió. Chỉ bất quá, hắn đối thời không bản nguyên chi lực tiêu hao rất nhiều.
Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà thành thạo, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết, hắn đối mặt thế nhưng là thượng phẩm thánh tôn Khương Thiếu Hư a. Khương Thiếu Hư cũng là không khỏi kinh ngạc, hắn lĩnh ngộ thế nhưng là kiếm đạo bản nguyên, chính là lấy nhanh sở trường, nhưng bây giờ, vậy mà theo không kịp Tiêu Phàm thân ảnh. Không biết còn tưởng rằng, hắn Khương Thiếu Hư là hạ phẩm thánh tôn, Tiêu Phàm là thượng phẩm thánh tôn đây. Bỗng nhiên, Khương Thiếu Hư trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, chỉ thấy hắn đột nhiên thu hồi trường kiếm, kết một đạo thủ ấn về sau, tay phải bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm cầm ra. Đại xuất bia thủ, theo một tiếng quát nhẹ vang lên, hư không bỗng xuất hiện một tấm bàn tay khổng lồ, cơ hồ bao phủ cả tòa sinh tử đấu đài, không trung càng là xuất hiện một khối bia đá to lớn hư ảnh, trấn áp toàn bộ thời không. Tiêu Phàm chỉ cần ở sinh tử đấu đài bên trong, liền hoàn toàn trở thành cá trong chậu, không thể trốn đi đâu được. Khương Thiếu Hư vậy mà tu luyện thành đại xuất bia thủ, đây chính là Khương gia tiên tổ lĩnh ngộ cường đại bản nguyên tuyệt kỹ một trong. Có người kinh hô mà ra, bị Khương Thiếu Hư chiêu này cho khiếp sợ đến. Bản nguyên tuyệt kỹ sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn biết rõ Khương Thiếu Hư rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức như thế, lại còn tu luyện người khác bản nguyên tuyệt kỹ. Tiêu Phàm biết rõ bản nguyên tuyệt kỹ cường đại, liền giống như thời không na di thiểm đồng dạng, đây chính là vượt qua pháp tắc cùng thế giới chi lực lực lượng. Có thể nói, bản nguyên tuyệt kỹ, chính là thiên địa cao cấp nhất lực lượng một trong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái kia bàn tay to lớn đã tới phụ cận, Tiêu Phàm căn bản không kịp nghĩ nhiều, chân đạp thời không na di thiểm lui về phía sau đồng thời, thúc dục thể nội hôi sắc nguyên tuyền. Đó là hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, tất cả lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ ở tu la kiếm phía trên, hóa thành một đạo kiếm khí hét giận dữ mà lên. Nguyên bản Tiêu Phàm đã làm xong thôi động thời không thiên châu chuẩn bị, nhưng là, theo đạo kiếm khí này nghịch thiên mà lên, Tiêu Phàm dường như bắt được một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái. Đó là cùng kiếm đạo, hỗn độn cùng thời gian có liên quan lực lượng, ba loại lực lượng vậy mà quỷ dị dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa cực kỳ hoàn mỹ. Phốc phốc, theo một tiếng vang giòn truyền ra, sau một khắc làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình đã xảy ra, chỉ thấy đại xuất bia thủ đột nhiên một phân thành hai, hóa thành bản nguyên chi lực tại hư không tán loạn mà ra. Đám người không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Khương Thiếu Hư trợn to hai mắt, đờ đẫn đứng ở hư không, thân thể đều đang run rẩy kịch liệt lấy. Ta giống như thấy được một đạo lóe lên một cái rồi biến mất kiếm quang. Có người cảm giác mình thấy được ảo giác, nhỏ giọng thầm thì nói. Nhanh, thực sự quá nhanh, thậm chí, liền thượng phẩm thánh tôn đều bắt không đến đạo kiếm khí kia. Đây là lúc trước hỗn độn nguyên thú cỗ kia lực lượng. Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thụ được mới vừa một kiếm, âm thầm trầm ngâm nói, đây là ta bản nguyên tuyệt kỹ. Lóe lên một cái rồi biến mất kiếm, kiếm thệ. Tiêu Phàm một mực nghĩ đến bản thân lúc nào có thể lãnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ. Lúc đầu chuẩn bị ổn định lại tâm thần lĩnh ngộ một đoạn thời gian, nhìn sẽ hay không có thu hoạch gì. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân vậy mà trong chiến đấu lĩnh ngộ một loại bản nguyên tuyệt kỹ. Hơn nữa, cái này bản nguyên tuyệt kỹ uy lực, xa so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Là bởi vì bản nguyên tuyệt kỹ cùng mình phù hợp nguyên nhân, cho nên uy lực mới cường đại như thế sao? Tiêu Phàm âm thầm suy đoán. Hắn sở dĩ dám lên sinh tử đấu đài, cũng không cho rằng mình có thể dựa vào thực lực bản thân giết chết Khương Thiếu Hư, mà lại ỷ vào thời không thiên châu. Đương nhiên, còn có cái kia đến gần vô hạn vô thượng kim thân đệ nhị đoán sức mạnh thân thể. Lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ, chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ không phải mừng rỡ thời điểm, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lãnh đạm nhìn xem đối diện đờ đẫn Khương Thiếu Hư. Làm sao sẽ, Khương Thiếu Hư trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin. Phốc, một tiếng vang giòn, Khương Thiếu Hư thân thể đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, máu tươi bắn ra mấy trượng độ cao, sau đó ngã ngửa vào trên sinh tử đài. Đám người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Miểu sát, đây chính là thượng phẩm thánh tôn Khương Thiếu Hư a, lại bị một cái hạ phẩm thánh tôn cảnh cho miểu sát. Hơn nữa, liền sống sót cơ hội đều không có, nếu như không phải tận mắt thấy, cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Chết, Tiêu Phàm hướng về đối diện chằm chằm nửa ngày, cũng không nhìn thấy Khương Thiếu Hư tỉnh lại,
hắn cũng lộ ra không thể tin. Vừa rồi một kiếm kia, hắn chỉ là muốn phá giải đối phương đại xuất bia thủ mà thôi, căn bản không nghĩ tới giết Khương Thiếu Hư a. Mặc dù nói, từ khi đạp lên sinh tử đài một khắc kia trở đi, Khương Thiếu Hư đã định trước là một người chết, nhưng nơi này cũng quá đột nhiên. Chết, đám người cũng là ngạc nhiên hết sức, ai cũng không nguyện ý tin tưởng kết quả này, thế nhưng là, đây chính là sự thật. Lão đại đây cũng quá hung mãnh a. Thí thần trợn tròn mắt, hắn còn thay Tiêu Phàm nơm nớp lo sợ đây, nơi nào nghĩ đến chiến đấu liền nhanh như vậy kết thúc. Đây là bản nguyên tuyệt kỹ, hơn nữa còn giống như là vừa vặn lĩnh ngộ được. Yến Bi Ca nuốt nước miếng một cái. Hắn là thượng phẩm thánh tôn, vừa rồi Tiêu Phàm một kiếm kia hắn miễn cưỡng có thể đủ thấy rõ ràng, Tiêu Phàm bản nguyên tuyệt kỹ có vẻ hơi không thạo, hiển nhiên là vừa mới lĩnh ngộ. Hơn nữa, từ Tiêu Phàm biểu lộ cũng có thể nhìn ra một hai. Nếu như không phải tận mắt thấy, hắn tuyệt đối không thể tin được, Tiêu Phàm vừa mới lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ, có được chém giết thượng phẩm thánh tôn năng lực. Đương nhiên, đây cũng là Khương Thiếu Hư không có nghĩ tới, hắn còn nghĩ cuồng loạn Tiêu Phàm đây. Dù cho hắn biết rõ Tiêu Phàm có cường đại chí bảo, nhưng hắn biết rõ, cái kia chí bảo thi triển ra, là không khác biệt công kích, nơi này nhiều người như vậy, Tiêu Phàm tuyệt đối không dám ở nơi này sử dụng. Nhưng mà, Tiêu Phàm giết hắn, căn bản không cần sử dụng thời không thiên châu. Đám người lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, Tiêu Phàm tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong bay phía dưới sinh tử đài. Chỉ chốc lát sau, đám người mới hoàn toàn sôi trào. CMN, Tiêu Phàm thật chỉ là hạ phẩm thánh tôn sao? Liền Khương Thiếu Hư đều bị hắn miểu sát, chẳng phải là nói, hắn tại hạ phẩm thánh tôn cảnh, liền đã bước vào thánh tôn bảng 100 người đứng đầu. Hơn nữa, vô cùng có khả năng tiến vào 50 vị trí đầu. Hắn mới hạ phẩm thánh tôn A, nếu như đột phá thượng phẩm thánh tôn, chẳng phải là có khả năng khiêu chiến nguyên tôn bảng. Khó trách hắn dám theo Khương Thiếu Hư sinh tử đấu, nguyên lai hắn có dạng này nắm chắc, bất quá lần này phiền toái, Khương Thiếu Hư chết rồi, sau lưng hắn Khương gia người, là không thể nào buông tha Tiêu Phàm. Khương gia dĩ nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Thậm chí mặt khác mấy gia tộc lớn cũng có khả năng không buông tha hắn, nhưng là Thiên Hoang Thần Các muốn bảo hắn. Đám người tất cả đều kinh ngạc Tiêu Phàm thực lực, bất quá cũng cảm thấy Tiêu Phàm chọc tới một cái phiền phức rất lớn. Tiêu Phàm, người nhiều bước, Tiêu Phàm đi tới dưới trận, thí thần bọn họ còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một bên vậy mà toát ra một bóng người. Thân ảnh không phải người khác, chính là Tà Vũ. Tà Vũ một bộ chật vật bộ dáng. Hiển nhiên là mới từ ma quật bên trong chạy về, nghe được Tiêu Phàm sinh tử đấu, hắn tốc độ cao nhất chạy đến nơi đây, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Phàm một kiếm giết chết Khương Thiếu Hư một màn. Dù cho kiêu căng khó thuần Tà Vũ, cũng bị Tiêu Phàm một kiếm này chấn động. Đây là ngoài ý muốn, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, lại nói cho ta tìm một chỗ an tĩnh. Ngươi là muốn trốn tránh Khương gia? Tà Vũ lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm giết Khương Thiếu Hư. Tránh không được Khương gia người trả thù. Không phải, vừa mới lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ, ta nghĩ thừa dịp này cảm ngộ một phen. Tiêu Phàm lắc đầu, nói rất chân thành. Tà Vũ, Yến Bi Ca cũng là vẻ mặt im lặng, cái này đến lúc nào rồi, người còn muốn tu luyện. Người cái này tâm, phải lớn bao nhiêu a? Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm sớm đã chia ra không ít linh hồn phân thân, đang lĩnh ngộ vừa rồi một kiếm kia. Sợ là trong thời gian ngắn không đi được, Tà Vũ vừa định đi, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh bay vụt mà tới. Ai dám giết ta người nhà họ Khương? Một tiếng quát như sấm quanh quẩn ở trên quảng trường không, những người kia trong nháy mắt đi tới gần, cầm đầu là một cái khôi ngô hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí, nhất là hắn nhìn thấy Khương Thiếu Hư thi thể thời khắc, càng là sát khí xông phá vân tiêu. Là Khương Thiếu Hư ra ra Khương Trấn Long đến, Tiêu Phàm phiền toái. Đám người liếc mắt một cái liền nhận ra khôi ngô hắc bào lão giả, vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn xem Tiêu Phàm. Là ngươi giết Thiếu Hư, hắc bào lão giả Khương Trấn Long ánh mắt lạnh như băng, còn giống như rắn độc hướng về Tiêu Phàm, cường đại khí tức ép tới Tiêu Phàm xương cốt đều muốn phá toái. Là ta giết, Tiêu Phàm rất nghiêm túc nói, sau đó đem sinh tử hiệp nghị ném tới, trên sinh tử đài. Sinh tử do mệnh, người nghĩ báo thù cho hắn. Mặc dù bị áp xương cốt đều muốn nổ tung,
nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ thẳng tắp lấy cái eo, không có nửa phần e ngại. Vậy ngươi chôn theo a? Khương Chấn Long nhìn cũng chưa từng nhìn sinh tử hiệp nghị, trực tiếp một bàn tay vung ra. Nhìn như đơn giản một trường, có thể so sánh Khương Thiếu Hư thi triển đại xuất bia thủ không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bất quá, Tiêu Phàm lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai tay vác sau lưng, bước chân cũng chưa từng khẽ động nửa phần, thậm chí ngay cả chạy trốn tâm tư đều không có. Mặc dù hắn cho dù chạy trốn, cũng không khả năng trốn được. Nhưng là, phần này dũng khí, đủ để cho người ở chỗ này kính phục không thôi. Khương Chấn Long, ngươi quá giới. Mắt thấy cái kia bàn tay liền muốn a Tiêu Phàm nghiền nát, hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, Khương Chấn Long trưởng cương trong nháy mắt tan thành mây khói. Quân Bách Nhẫn, Khương Chấn Long nghiến răng nghiến lợi, nếu như nói thiên hoang thần các còn có mấy người có thể làm cho hắn kiêng kỵ, quân Bách Nhẫn tuyệt đối tính một cái. Hơn nữa, ở trước mặt quân Bách Nhẫn, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trên sinh tử đài, vô luận sinh tử, ân oán thanh toán xong, mời trở về đi. Quân Bách Nhẫn tiếp tục nói, bất quá hắn cũng chưa từng xuất hiện. Nếu như ta nhất định phải giết hắn đây. Khương Chấn Long như một đầu sói đói một dạng hướng về Tiêu Phàm, căn bản không có ý rời đi. Ai ngờ lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên châm chọc khiêu khích nói, chó má tam đại thế gia, đánh tiểu nhân, đến lão, cũng xứng chúa tể thiên hoang. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Tiêu Phàm lời nói, còn giống như là biển gầm, trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chó má tam đại thế gia, ngươi nha, liền thế gia vọng tộc ngươi đều dám mắng. Ngươi thật sự cho rằng may mắn giết chết Khương Thiếu Hư, liền vô địch thiên hạ. Đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là Khương Chấn Long a, Khương gia nhân vật cấp bậc trưởng lão, pháp tôn cảnh cường giả, tiện tay vung lên đều có thể tùy tiện diệt ngươi. Như thế vũ nhục tam đại thế tộc, cho dù quân Bách Nhẫn cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi đi. Tự tìm cái chết, Khương Chấn Long thật tức giận rồi. Gầm thét một tiếng, pháp tôn khí thế như cuồng phong như mưa to quét sạch mà ra. Tiêu Phàm dường như bèo trôi không dễ, bị cỗ khí thế kia sông mưa gió phiêu đãng, trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch. Cũng may thời điểm then chốt, một bóng người che ở trước người hắn, lúc này mới ổn định thân hình. Quân Bách Nhẫn, cút ngay cho ta. Khương Chấn Long nhìn thấy ngăn tại Tiêu Phàm trước người thân ảnh, cực kỳ tức giận, vừa mới xem ở quân Bách Nhẫn mặt mũi. Hắn không có lập tức giết tiểu tử này. Tiểu tử này hiện tại dám khinh thường tam đại thế tộc, cái này khiến Khương Chấn Long làm sao có thể nhẫn. Khương Chấn Long, Tiêu Phàm không thể giết. Quân Bách Nhẫn ngữ khí 10 điểm khẳng định, ngươi nếu muốn động thủ, bản tọa có thể sẽ giết ngươi. Khương Chấn Long nghiến răng nghiến lợi, quanh thân ẩn ẩn có lôi điện lấp lóe, đó là lôi điện bản nguyên chi lực, hung mãnh dị thường bá đạo. Bất quá, ở trước mặt quân Bách Nhẫn, hắn cũng chỉ đành nhẫn mà không phát. Lui ra đi, nơi này là thiên hoang thần các. Quân Bách Nhẫn khoát khoát tay, ngữ khí 10 điểm bình thản, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, lại ẩn chứa một loại không cho phép phủ định bá đạo. Tiêu Phàm lau đi máu tươi trên khóe miệng, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem Khương Chấn Long, nói, ngươi Khương gia nghĩ thay Khương Thiếu Hư báo thù, chỉ cần cùng ta đồng cảnh giới, đều có thể đi thử một chút. Quân Bách Nhẫn lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn không chê sự tình nhỏ, còn đang gây hấn Khương Chấn Long, làm người thật đúng là ngạo khí. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, hắn nếu không phải cái này sao ngạo khí, cũng không khả năng diệt đi nhiều như vậy gia tộc thiên tài, đến mức thiên hoang thần các cũng không nguyện ý bảo hộ hắn. Nhưng là bây giờ, thiên hoang vì lôi kéo vạn thánh dược các, coi như Tiêu Phàm khiêu khích Khương gia, hắn cũng phải ôm lấy. Khương Chấn Long vừa mới tắt lửa giận, kém chút lại bị Tiêu Phàm bốc lên đến. Khương Chấn Long trưởng lão, sư tôn ta nói, qua chút thời gian, hắn khả năng để người đi các ngươi Khương gia làm khách. Cũng đúng lúc này, Tà Vũ thình lình nói một câu. Câu nói này nhìn như rất bình thản, có thể nghe vào Khương Chấn Long trong tai, lại là uy hiếp trắng trợn. Lão hủ chờ lấy, Khương Chấn Long lạnh rên một tiếng. Mang theo Khương Thiếu Hư thi thể biến mất ở trên quảng trường. Tiêu Phàm, tự giải quyết cho tốt. Quân Bách Nhẫn thở sâu, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm che ngực,
lại phun ra một ngụm máu tươi. Vẫn là thực lực quá yếu a. Tiêu Phàm thở dài một tiếng, hắn dù sao cũng là thánh tôn cảnh tu vi, nhưng tại pháp tôn cảnh cường giả trước mặt, lại so như run rế. Vẻn vẹn chỉ là khí thế chân áp, nếu như không có quân bách nhẫn xuất thủ, hắn khả năng liền chết. Đây chính là thực lực. Qua một thời gian ngắn, ta chuẩn bị xuống một chuyến ma quật, sau đó đi thời không tại chỗ tu luyện. Tà Vũ lắp bắp nói. Thánh các tu luyện thánh địa, Tiêu Phàm hỏi, hắn nghe nói qua thời không tại chỗ, truyền văn, nơi nào có thể càng thêm dễ dàng cảm ngộ bản nguyên chi lực. Không sai, chỉ bất quá cần đại lượng công huân điểm. Tà Vũ trả lời một câu. Đúng rồi, địa các có tinh nguyên động thiên, thánh các có thời không tại chỗ, thiên các có tu luyện cái gì thánh địa. Tiêu Phàm lại hỏi. Hắn hiện tại có vẻ như vẫn là thiên các người đây, hẳn là có tư cách tiến về thiên các tu luyện thánh địa. Thiên các tu luyện thánh địa, cũng là thời không tại chỗ, chỉ bất quá, bọn họ chỉ có thể ở tại bên ngoài, không thể xâm nhập, cho nên mọi người nhất trí cho rằng, thời không tại chỗ là thuộc về thánh các. Tà Vũ giải thích nói. Chiếu người ý tứ, vậy ta hiện tại ở tại thiên các đã không có quá nhiều giá trị. Ta hẳn là tiến vào thánh các. Tiêu Phàm có chút buồn bực, nói cái kia nếu như vậy, thiên các còn có cần gì phải tồn tại sao? Tà Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, thiên các vốn chỉ là quá độ mà thôi, có thể đột phá thánh tôn cảnh, liền cơ bản có thể tiến vào thánh các, mà không đột phá nổi, mãi mãi xa cũng chỉ có thể ở tại thiên các, có thể nói, thiên các là dưỡng lão địa phương. Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại, cái thí dụ này thật đúng là hình tượng. Đương nhiên, thiên các kỳ thật vẫn là có hắn tác dụng. Tà Vũ lại bổ sung một câu, nói, nó có thể phù hộ bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ, để bọn hắn an tâm đột phá thánh tôn cảnh. Ta đã biết, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói cho nên ngươi chuẩn bị đi thu hoạch mệnh ma thạch, vì tiến vào thánh các làm chuẩn bị. Xem như thế đi, mặt khác, ta trong khoảng cách phẩm thánh tôn cũng không xa, cũng nên làm chút chuẩn bị. Tà Vũ thở dài. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, nói cái này bức trang ta phục. Tà Vũ cười ha ha, nói, nếu không, chúng ta cùng một chỗ phía dưới ma quật. Không cần, người của Khương gia lại đối phó ta. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, đúng rồi, trước đó Khương Thiếu Hư nói Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y sự tình, người có thể hay không? Yên tâm đi, Khương gia cũng không dám dùng thiên hoang thần các người đến uy hiếp ngươi. Lại càng không cần phải nói Khương Thiếu Hư, trừ phi Khương gia muốn diệt vong. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Tà Vũ liền tự tin nói. Tiêu Phàm cũng minh bạch Tà Vũ ý tứ, có một số quy củ, dù cho tam đại thế tộc cùng thiên hoang thần các cũng phải tuân thủ, dạng này mới có hoàn chỉnh quy tắc trò chơi. Nếu như ai phá hủy thật vất vả chế định quy tắc trò chơi, vậy liền nhất định sẽ xuất cục. Vậy ta an tâm, Tiêu Phàm gật đầu nói, thí thần, ma toan. Thần Phong, các ngươi lần này cũng không cần cùng ta cùng một chỗ vào động ma. Lão đại, thí thần mấy người biểu tình lo lắng. Tiêu Phàm đưa tay cắt ngang, nói, Khương gia sẽ không bỏ qua ta, đồng dạng, ta cũng sẽ không bỏ qua muốn đối phó ta người. Lần này, thí thần các ngươi không cùng ta đi vào, nhưng ta có sự tình khác để cho các ngươi hỗ trợ. Người đây là cùng Khương gia đỡ lên. Tà Vũ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, đây chính là Khương gia a, người lá gan thật to lớn. Khương Chấn Long có thể đại biểu Khương gia sao? Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Không thể, Tà Vũ không chút nghĩ ngợi cắt ngang, hắn xem như minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, hắn phải đối phó chỉ là Khương Chấn Long mà thôi, hoặc có lẽ là Khương Thiếu Hư mạch này, mà không phải toàn bộ Khương gia. Lấy Tiêu Phàm thực lực, dù cho tăng thêm vạn thánh dược các, cùng Khương gia ngạnh bính mà nói, cũng chỉ là lấy trứng chọi với đá. Vậy chẳng phải đủ, Tiêu Phàm vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Tựa như căn bản không đem Khương Chấn Long mạch này để ở trong lòng. Cũng khó trách Tiêu Phàm yên tâm như thế, chỉ cần dựa theo thiên hoang quy củ, tiến vào ma quật bên trong người giết hắn, không thể nào là nguyên tôn, hắn thật vẫn không cố kỵ gì. Vậy ngươi chuẩn bị tiến về cái nào ma quật? Tà Vũ hiếu kỳ nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ta cười nói, lần trước ở Lưu Ly tịnh thổ, ta còn giống như có một khoản không có thu hồi đến đây. Thiên Hoang Long gia, một tòa cung điện đại sảnh, hai phương tu sĩ tranh luận không ngớt, cung điện hai phương đứng đầy tu sĩ, đều lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Sau một hồi lâu, đại điện bên trong lúc này mới an tĩnh lại,
hai người tu sĩ đều tranh mặt đỏ tới mang tai. Nhao nhao xong, thủ tọa phía trên, ngồi một cái kim sắc long bào trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặt như đao khắc, nghiêm túc lạnh lùng, một đôi hoàng kim đồng, ngồi ở kia không giận mà uy. Người này không phải người khác, chính là Long Phượng gia tộc, Long gia gia chủ Long Trấn Thiên, thiên hoang cường giả hiếm có một trong. Tất nhiên nhao nhao xong, cái kia đến phiên ta nói vài câu. Long Trấn Thiên hoàng kim đồng đảo qua phía dưới đại điện, cuối cùng ánh mắt rơi vào trong đó một cái hỏa hồng bào bàn tử trên người. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận ra được, đây không phải là bàn tử Long Hồng Tuyết sao? Mà cùng Long Hồng Tuyết một phương cãi vả người, chính là Long Vô Mệnh. Long Vô Mệnh đám người nhìn thấy Long Trấn Thiên ánh mắt rơi vào Long Hồng Tuyết trên người, trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng. Hồng Tuyết A, cho Vô Mệnh một cái cơ hội lập công chuộc tội A. Long Vô Mệnh nhất phương người vừa muốn nói gì, nhưng mà còn không chờ bọn hắn mở miệng, Long Trấn Thiên liền nói. Lời này vừa nói ra, Long Vô Mệnh nhất phương người tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ, mà đối diện Long Hồng Tuyết một phương, thì là cực kỳ không cam lòng. Cho Long Vô Mệnh một cái cơ hội lập công chuộc tội, không phải liền là đem hắn Long Hồng Tuyết đào thải sao? Long Hồng Tuyết thần sắc không hề bận tâm, chỉ bất quá hắn trong tay áo hai tay lại là nắm chặt nắm đấm, hơi hơi rung động. Không cam lòng, phẫn nộ, những cái này tự nhiên là có, nhưng hắn biết rõ mình cùng Long Vô Mệnh ở giữa địa vị chênh lệch. Phủ định gia chủ sao? Có lẽ lần này là thống khoái, có thể sau đây. Gia chủ, Long Vô Mệnh để gia tộc tổn thất đến công huân điểm, hiện tại lại muốn đem một cái tam tinh ma quật giao cho hắn, cái này khiến gia tộc tử đệ làm sao tin phục. Long Hồng Tuyết vừa mới chuẩn bị đồng ý, ủng hộ hắn trưởng lão Long Thừa lại trước tiên mở miệng nói. Long Trấn Thiên nhíu mày, một cái bình thường trưởng lão, vậy mà cũng dám phản bác lời của hắn, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Chỉ bất quá, đạt tới hắn như vậy cấp độ, phẫn nộ trong lòng đã sẽ không dễ dàng biểu hiện ở trên mặt. Chiếu ngươi ý tứ, bản gia chủ không thể phục chúng. Long Trấn Thiên ngữ khí tương đối âm trầm. Không dám. Long Thừa run một cái, hắn lúc này mới ý thức được, mình nói sai, hắn có thể cùng Long Vô Mệnh bọn họ tranh, nhưng ở gia chủ trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ phản bác nào tư cách. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi, Long Trấn Thiên thản nhiên nói, huyết viêm cổ địa, liền giao cho Long Vô Mệnh trấn thủ. Đúng, mặc kệ cam tâm, vẫn là không cam tâm, người ở chỗ này cũng không dám tiếp tục phản đối. Thật muốn chọc giận Long Trấn Thiên. Mất mát không chỉ có riêng chỉ là một chỗ tam tinh ma quật lợi ích. Báo, cũng đúng lúc này, bên ngoài hét dài một tiếng truyền đến, chỉ thấy một cái hạ nhân quỳ gối cửa đại điện. Chuyện gì, đại điện bên trong, một cái trưởng lão quát khẽ. Khởi bẩm gia chủ, các vị trưởng lão, thần các chủ, quân bách nhẫn cầu kiến. Cái kia hạ nhân thở sâu, đỉnh lấy áp lực cực lớn nói. Quân bách nhẫn, đám người yên lặng. Quân Bách Nhẫn có thể nói là thiên hoang thần các đỉnh tiêm lực lượng một trong A, bình thường là rất ít cùng Long gia đi lại, làm sao hôm nay chủ động tới cửa. Truyền, chấn kinh thì chấn kinh, Long Trấn Thiên rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói. Hạ nhân thối lui, đại điện bên trong Long gia tu sĩ, toàn bộ đều cung kính đứng ở đại điện hai bên, trên mặt tất cả đều lộ ra nghi hoặc. Bọn họ cũng rất tò mò, thần các chủ quân Bách Nhẫn đến Long gia làm cái gì đây? Không bao lâu, hai đạo bóng người xuất hiện ở cửa đại điện, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tụ tập ở một người cầm đầu lão giả trên người, chính là quân Bách Nhẫn. Bất quá để đám người kinh ngạc là, ở quân Bách Nhẫn một bên, còn đứng một cái tuổi trẻ hắc bào nam tử. Cái này hoặc giả cũng không tính là gì, nhưng là, hắn vậy mà cùng quân Bách Nhẫn song song mà đứng. Là hắc bào nam tử chỗ đứng, để Long gia tu sĩ khiếp sợ không thôi, cái này tuổi trẻ tu sĩ là ai? Vậy mà lai lịch lớn như vậy. Chỉ là, làm mọi người ánh mắt thấy rõ ràng cái kia người trẻ tuổi áo bào đen bộ dáng lúc, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Tiêu Phàm, Long Hồng Tuyết cùng Long Vô Mệnh càng là trước tiên kêu lên, thật sự là bọn họ cùng Tiêu Phàm quá quen. Long Vô Mệnh nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, nắm đấm nắm chặt, răng mài đến vang lên kèn kẹt. Chính là Tiêu Phàm, hố đi hắn hàng ức công huân điểm, trở thành hắn cả đời sỉ nhục. Nếu như không phải Tiêu Phàm, một cái tam tinh ma quật, hắn chỗ nào cần cùng Long Hồng Tuyết tranh chấp. Đã lâu không gặp,
Tiêu Phàm cười nhìn lấy Long Vô Mệnh nói, dạng như vậy, nhìn qua liền 10 điểm cần ăn đòn. Quân Bách Nhẫn tà nhãn nhìn Tiêu Phàm một cái, gia hỏa này, đi tới chỗ nào đều không yên tĩnh, chẳng lẽ còn muốn theo Long Vô Mệnh làm. Nơi này chính là Long gia, cho dù hắn Quân Bách Nhẫn, cũng phải cho mấy phần mặt mũi a. Quân các chủ, ngươi lại tới làm cái gì? Long Chấn Thiên thản nhiên nói, trong giọng nói cũng không có quá nhiều hảo cảm, tựa như Quân Bách Nhẫn làm cái gì thật xin lỗi Long gia sự tình một dạng. Một lần này lão hủ chỉ là bồi tiểu hữu đến một chuyến. Quân Bách Nhẫn cười cười, sắc mặt biến thành say, tựa như uống rượu một dạng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm, Long Chấn Thiên hơi nhíu mày, trong đầu đột nhiên nghĩ tới như vậy một người. Nếu là bình thường, Long Chấn Thiên căn bản sẽ không quan tâm một cái hạ phẩm thánh tôn cảnh, chỉ bất quá, đoạn thời gian trước, Tiêu Phàm một bộ hủy diệt tốt mấy gia tộc lớn thiên tài, khiến cho Tiêu Phàm danh tiếng, thiên hoang rất nhiều đại nhân vật cũng đã được nghe nói. Long gia chủ vậy mà nhận biết vãn bối, là vãn bối phúc. Tiêu Phàm cười nói, vãn bối lần này tới Long gia, là muốn cùng Long gia nói chuyện hợp tác. Ngươi một cái hạ phẩm thánh tôn, có tư cách gì cùng ta Long gia hợp tác? Long Vô Mệnh giễu cợt nói, ánh mắt bên trong đều là khinh thường. Đại điện bên trong mặt khác người Long gia cũng là xem thường không thôi, một con run dế, cùng một đầu voi nói chuyện hợp tác, voi sẽ để ở trong lòng sao? Hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là, Long Chấn Thiên lại không có trào phúng, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dòng dã 10 hơi về sau mới ôm ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Quân Bách Nhẫn. Quân Bách Nhẫn nhàn nhạt gật đầu, từ đầu đến cuối trên mặt một mực mang theo mỉm cười. Ngươi nghĩ hợp tác thế nào? Long Chấn Thiên hơi hơi ngưng tiếng nói. Những người khác nghe vậy, tập thể mắt trợn tròn. Ta có nghe lầm hay không? Gia chủ vậy mà thật muốn cùng Tiêu Phàm hợp tác. Long Vô Mệnh yết hầu tựa như thẻ một cái xương cá, nuốt gian nan, trên mặt dường như bị người hung hăng quạt một bạt tai, đau rát. Ta hướng quân các chủ sách cái đề nghị, hoàng sa cổ địa một mực không có người trấn thủ cũng không thể nào nói nổi, cho nên, ta cảm thấy Long gia hẳn là có thể phái người trấn thủ một lần. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Trấn thủ hoàng sa cổ địa. Hoàng sa cổ địa tu sĩ không phải vừa mới đều bị cưỡng ép rút lui sao, làm sao hiện tại lại muốn trấn thủ. Long Chấn Thiên ánh mắt hơi hơi sáng lên, gật đầu nói, Long gia nguyện ý tận chút sức mọn. Nói đùa cái gì, một tòa tam tinh ma quật, ít nhiều đều có một chút tư nguyên, huống chi, thân làm nhất gia chi chủ hắn, rất rõ ràng hoàng sa cổ địa đại biểu cho cái gì. Nếu như Long gia có thể phái người trấn thủ, đây tuyệt đối là hết sức kỳ ngộ. Không biết, Tiểu Hữu cảm thấy ai thích hợp đây? Long Chấn Thiên lại hỏi, hắn biết rõ Tiêu Phàm tới đây, khẳng định không chỉ là cáo chi đơn giản như vậy. Quả nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt ở đại điện bên trong nhìn lướt qua, cuối cùng rơi vào Long Hồng Tuyết trên người, cười nói Tiểu Hòa Tử, ta xem trọng ngươi nha. Tiểu Hòa Tử, ta xem trọng ngươi nha. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Long Hồng Tuyết, nói ra câu nói này. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng không tin chuyện tốt như vậy sẽ rơi vào Long Hồng Tuyết trên người. Long Vô Mệnh nhất phương người, tựa như so ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn, bọn họ hao phí cái giá cực lớn, cuối cùng Long gia không thể không từ bỏ hoàng sa cổ địa. Về sau bọn họ lại liều mạng tranh thủ một cái tam tinh ma quật trưởng khống quyền, nguyên bản trong lòng còn âm thầm đắc ý, áp chế Long Hồng Tuyết bọn họ. Nhưng nháy mắt, bánh trái thơm ngon một dạng hoàng sa cổ địa. Rốt cuộc lại rơi xuống Long Hồng Tuyết trong tay, cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh đây. Long Chấn Thiên nụ cười trên mặt cũng hơi hơi cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hắn chèn ép Long Hồng Tuyết, giữ gìn Long Vô Mệnh, cũng không phải cố ý nguyên nhân, mà là Long Vô Mệnh thiên phú xác thực ở trên Long Hồng Tuyết, hơn nữa Long Hồng Tuyết thân phận cũng có chút mẫn cảm. Tiêu Phàm đem hoàng sa cổ địa trưởng khống quyền giao cho Long gia đúng là chuyện tốt. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Phàm sẽ giao cho Long Hồng Tuyết, đây không phải đánh hắn mặt sao? Thế nhưng là, hắn có thể cự tuyệt sao? Không thể, hắn nếu như cự tuyệt Tiêu Phàm đều có thể đem cơ hội này tặng cho gia tộc khác, đến lúc đó, hắn Long Chấn Thiên đoán chừng sẽ bị xem như đồ đần một dạng bị chế giễu. Tiêu huynh, ngươi muốn ta trấn thủ Hoàng Sa cổ địa? Hoàng Sa cổ địa không phải Thiên Hoang Thần Các trấn thủ sao?
Long Hồng Tuyết cũng là kinh ngạc không thôi, không thể tin được bản thân nghe được. Là Thiên Hoang Thần Các trấn thủ, không phải sao, các chủ đại nhân để cho ta đề cử một người sao? Ta cảm thấy ngươi đáng tin, cho nên tới tìm ngươi, làm sao, ngươi không nguyện ý. Tiêu Phàm bịa chuyện vài câu, xem như lừa dối chót lọt. Đám người nghe nói như thế, không khỏi trợn trắng mắt, ngươi nhà thật khoác lác, ngươi cho rằng ngươi là ai à, còn có thể thay Quân Bách Nhẫn giới thiệu người. Chẳng lẽ ngươi không biết, trước ngươi vẫn là Thiên Hoang Thần Các tội phạm truy nã sao? Bất quá, một bên Quân Bách Nhẫn cũng không có phản bác, hơn nữa còn tự mình bồi tiếp Tiêu Phàm đi tới Long Gia, đám người biết rõ, cái này hơn phân nửa là thật. Mặc dù cho dù là bọn họ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không rõ lắm nguyên nhân trong đó, nhưng đây chính là sự thật. Ta nguyện ý, Long Hồng Tuyết không chút do dự nói, hạnh phúc tới quá nhanh, nhưng hắn cảm thấy có chút mộng ảo. Long Hồng Tuyết nhất phái Long gia trưởng lão cùng tu sĩ, tất cả đều phát ra từ phế phủ nở nụ cười. Đây chính là trong truyền thuyết bí cực Thái Lai, chuyện tốt như vậy đều rơi vào nhóm người mình trên người. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm cười cười, kỳ thật, hắn cũng là cảm kích Long Hồng Tuyết ở hắn bị Thiên Hoang vứt bỏ thời điểm, còn chủ động đứng ra trợ giúp bản thân. Ân tình này có lẽ đối với Long Hồng Tuyết mà nói không lớn, chỉ là tiện tay mà thôi, dù sao trong động ma khắp nơi đều là liệt ma giả. Nhưng đối Tiêu Phàm mà nói, tích thủy tri ân, liền làm dũng tuyển tương báo. Hiện tại, Hoàng Sa cổ địa, là hắn có thể cho Long Hồng Tuyết tốt nhất báo đáp. Các chủ đại nhân, vậy chuyện này các ngươi nói, ta liền đi trước, còn phải tiến vào ma quật lịch luyện đây. Tiêu Phàm hướng về phía Long Hồng Tuyết nháy nháy mắt, để lại một câu nói liền đi ra đại điện. Tuy nói là để Long Hồng Tuyết làm người trung gian, nhưng cụ thể làm sao nói, Tiêu Phàm lười nhắc quản, dù sao vạn thánh dược các bên kia, có Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu làm chủ. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm rời đi Thiên Hoang, lần nữa giáng lâm Lưu Ly tỉnh thổ, một lần này. Hắn ai cũng không mang, mà là đơn độc tới đây. Nghĩ đến bản thân lần trước kém chút chết ở chỗ này, hắn liền một trận thổn thức. Tiêu Phàm, người tới nơi này làm gì? Tiêu Phàm vừa mới giáng lâm Lưu Ly tịnh thổ, mấy bóng người liền đi tới, người cầm đầu không phải người khác, mà là Lưu Ly thành thành chủ Lý Văn Kiếm. Lý thành chủ đến nhanh như vậy, xem ra là rất thích lần đưa cho ngươi đại lễ. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Lý Văn Kiếm nói. Người này lần trước còn muốn để cho mình cõng nồi, thù này, Tiêu Phàm còn nhớ đây. Hừ, Lý Văn Kiếm lạnh rên một tiếng, nói, nơi này không chào đón ngươi. Ta không để các ngươi hoan nghênh a, là chính các ngươi muốn đến hoan nghênh ta. Tiêu Phàm cố ý làm bộ hồ đồ, nhìn thấy Lý Văn Kiếm đỏ thắm hai mắt, hắn lại nói, huống chi, nơi này chính là ma quật, chỉ cần là Thiên Hoang tu sĩ, đều có thể vào đi. Lý Văn Kiếm không biết nói gì. Lưu Ly tịnh thổ chính là tam tinh ma quật, trừ bỏ địa các bên ngoài, thiên các cùng thánh các tu sĩ đều là có tư cách tiến vào. Nếu là hắn ngăn cản Tiêu Phàm tới đây lịch luyện, đến lúc đó cho hắn chụp một cái phản bội Thiên Hoang thần các chụp mũ, vậy thì phiền toái. Tiêu Phàm, nơi này chính là tam tinh ma quật, ngươi vừa mới đột phá hạ phẩm thánh tôn, khó tránh khỏi có cái gì nguy hiểm. Lý Văn Kiếm âm dương quái khí nói. Hắn chính diện không làm gì được Tiêu Phàm. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Vậy cũng không cần Lý thành chủ lo lắng, nói không chừng vận khí ta tốt, không cẩn thận đã bình định Lưu Ly tịnh thổ cũng khó nói, đến lúc đó, có lẽ không cần Lý thành chủ trấn áp. Tiêu Phàm sang sảng cười nói, cáo từ. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp đạp không mà lên, hướng về Lưu Ly tịnh thổ chỗ sâu bay đi. Lý Văn Kiếm nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lần trước bởi vì Tiêu Phàm hủy diệt 4 tòa ma thành, dị ma bạo phát một lần triều dâng, nếu như không phải Thiên Hoang trợ giúp kịp thời, bọn họ những người này đi theo Lưu Ly tịnh thổ khả năng liền hủy diệt. Nhưng dù vậy, Lưu Ly tịnh thổ cũng tổn thất nặng nề, thời gian dài như vậy, mới vừa vặn chậm qua một hơi. Hiện tại Tiêu Phàm lại giáng lâm Lưu Ly tịnh thổ, cái này khiến hắn làm sao không lo lắng đây. Hô, đột nhiên, một bên trên truyền tống trận quang mang thiểm thước. Tầm 10 đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở truyền tống trận bên trên, mỗi người đều khí thế hùng hổ. Lý thành chủ, có nhìn thấy được Tiêu Phàm, một người cầm đầu người khoác hắc sắc chiến giáp trung niên nam tử nhảy xuống truyền tống trận, nhìn về phía Lý Văn Kiếm hỏi. Khương Thiếu Phi,
Khương huynh quang lâm lưu ly tịnh thổ, không có từ xa tiếp đón. Lý Văn Kiếm nhìn thấy hắc sắc chiến giáp nam tử, cũng là 10 điểm khách khí. Hắn cho hắn thiên hoang tu sĩ hình ảnh mặc dù cương trực công chính, nhưng tất nhiên có thể làm cho thiên hoang thần các như thế tín nhiệm, trấn áp lưu ly tịnh thổ, tự nhiên không phải khô khan người. Khương Thiếu Phi nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà là chờ đợi Lý Văn Kiếm đáp án. Khương huynh, là vì Tiêu Phàm mà đến. Lý Văn Kiếm hơi hơi kinh ngạc nói, Tiêu Phàm chỉ là một cái bình thường hạ phẩm thánh tôn mà thôi, làm sao sẽ chọc tới người của Khương ra đây. Hắn một mực trấn thủ lưu ly tịnh thổ, tự nhiên là không biết hoàng sa cổ địa sự tình. Hắn đã giết đệ đệ ta Khương Thiếu Hư. Khương Thiếu Phi ngữ khí băng lãnh, sát khí nặng nề nói. Khương Thiếu Hư chết, Lý Văn Kiếm trợn to hai mắt. Khương Thiếu Hư thế nhưng là thượng phẩm thánh tôn A, mà lại năm đó ở lưu ly tịnh thổ thế nhưng là náo động lên động tĩnh rất lớn, bởi vì thụ thương mới có thể bị người phái đi trấn thủ thần ma táng thổ. Lý Văn Kiếm còn gặp qua Khương Thiếu Hư rất nhiều lần đây, vô cùng rõ ràng hắn thực lực, nhưng bây giờ, hắn vậy mà nghe được Khương Thiếu Hư chết rồi, hơn nữa còn là chết ở trong tay Tiêu Phàm, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, chỉ nơi xa nói, hắn mới vừa rời đi, tiến về cái hướng kia. Cáo từ, Khương Thiếu Phi lạnh như băng trả lời một câu, liền hướng lấy Tiêu Phàm rời đi phương hướng đuổi theo. Lý Văn Kiếm nhìn qua đám người rời đi, trong đầu lại là hồi tưởng đến Tiêu Phàm rời đi trước đó thoại ngữ, nhất thời hoảng hồn. Tiêu Phàm rời đi trước đó, thế nhưng là nói, muốn bình định lưu ly tịnh thổ. Trước đó Lý Văn Kiếm chỉ là khinh thường cười một tiếng, căn bản không đem Tiêu Phàm lời nói coi là chuyện to tát. Nhưng là bây giờ, Lý Văn Kiếm có chút hoảng, Tiêu Phàm liền Khương Thiếu Hư đều giết, Khương Thiếu Hư thế nhưng là thượng phẩm thánh tôn. Mà là vẫn là thánh tôn bảng top 100 nhân vật. Tiêu Phàm có thể giết hắn, nhất định sẽ mạnh hơn, kể từ đó, Tiêu Phàm có lẽ thật có khả năng bình định lưu ly tịnh thổ. Cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc trước Tiêu Phàm có vẻ như vẫn chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong A, lúc kia liền hô phong hoán vũ, diệt 4 tòa ma thành. Hiện tại hắn nhưng là hạ phẩm thánh tôn A, có người thì không thể dùng tu vi để cân nhắc hắn nguy hiểm, cũng tỉ như Tiêu Phàm. Không được, ta phải nghĩ biện pháp mới được, nếu không hướng thiên hoang cầu viện. Lý Văn Kiếm lo lắng nói. Lần trước diệt 4 tòa ma thành, dị ma một phương liền nổi điên, lần này cần là đã bình định lưu ly tịnh thổ, dị ma còn không phải điên. Bất quá hắn rất nhanh liền bỏ ý nghĩ này, nói đùa cái gì, lưu ly tịnh thổ hiện tại cái gì đều không phát sinh, đây nếu là hướng thiên hoang cầu viện, hắn Lý Văn Kiếm mặt hướng chỗ nào đặt. Khương Thiếu Phi thế nhưng là hạ phẩm nguyên tôn, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, nhưng giết một cái hạ phẩm thánh tôn, hẳn là không cần tốn nhiều sức a. Lý Văn Kiếm lại trầm ngâm nói. Nghĩ vậy, hắn nội tâm tảng đá lớn chung quy là để xuống, hiện tại, hắn chỉ cần chờ Khương Thiếu Phi tin tức là được rồi. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã xâm nhập lưu ly tịnh thổ khoảng cách mấy vạn dặm, hậu phương cái đuôi một mực đi theo, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không muốn vứt bỏ, hắn một đường tiến lên, trong lúc đó bắt mấy cái dị ma, cướp lấy bọn hắn ký ức. Dị ma một phương rốt cuộc lại muốn thành lập 4 tòa ma thành. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, ngay sau đó khóe miệng dương lên, lần trước là Lâm Giật cõng nồi, lần này cũng không thiếu cõng nồi người. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm cực tốc đạp không mà lên, dựa theo dị ma trong trí nhớ chỉ dẫn, nhanh chóng tìm được một tòa thành trì. Liễu Ma Thành, nhìn thấy trước mắt Ma Thành trên cửa thành phương mấy chữ, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, âm thầm lắc đầu nói, xem ra ta theo Liễu Lăng Ma Tôn thực sự là bát tự không hợp a. Như vậy rộng lớn Ma Thành, vừa mới xây một nửa nếu là sập, Liễu Lăng Ma Tôn có thể hay không muốn giết người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm chia ra một bộ linh hồn phân thân, mang theo một cái hộp liền bắn ra. Đột phá hạ phẩm thánh tôn, chân đạp thời không na di thiểm. Tiêu Phàm tốc độ, hoàn toàn không kém gì hạ phẩm nguyên tôn. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, linh hồn phân thân liền xông vào còn chưa xây xong bên trong Liễu Ma Thành, bỏ lại hộp ngọc trong tay. Hiện tại Tiêu Phàm cái gì đều thiếu, nhưng chính là không thiếu nguyên tinh, ma tinh cùng đan dược. Hắn tùy ý luyện hóa mấy ngàn vạn nguyên tinh cùng mấy chục vạn ma tinh, ngưng tụ mấy đoàn phá diệt chi lực, coi như giết không chết thượng phẩm thánh tôn. Nhưng hủy diệt cái này Liễu Ma Thành là dư xài.
người đâu? Lúc này, Khương Thiếu Phi mang theo 10 người đuổi tới Liễu Ma Thành bên ngoài, ánh mắt lạnh lẽo quét mắt tứ phương, tìm kiếm lấy Tiêu Phàm bóng dáng. Tìm cho ta, Khương Thiếu Phi phất ống tay áo một cái, kinh khủng sát khí từ trên người hắn nở rộ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Oanh, mệnh lệnh mới vừa phía dưới, xa xa Liễu Ma Thành đột nhiên kim quang đại thịnh, to lớn hùng vĩ Liễu Ma Thành, ở Khương Thiếu Phi bọn họ trong ánh mắt kinh hãi, hóa thành cho bụi. Uy lực khủng bố, cũng triệt để khiếp sợ đến bọn họ. Mấy người nhanh chóng lùi về phía sau, trơ mắt nhìn trước mắt Liễu Ma Thành san thành bình địa, trở thành phế tích, trong lòng lại là tính toán. Dị ma đang làm cái gì thí nghiệm, làm sao sẽ uy lực thật lớn như thế? Nếu như đem việc này thông chi thiên hoang, đây chính là một cái công lớn a. Hỗn trướng, còn không chờ bọn hắn tới kịp mừng rỡ, một tiếng quát như sấm từ phế tích vang lên, lại là nhìn thấy một gốc to lớn cây, huy động cứng cáp có lực cành liễu, hư không đều bị rút ra từng đạo vết rách. Trong đó có vài chục đầu cành liễu, hóa thành lợi kiếm hướng về Khương Thiếu Phi bọn họ gào thét mà đến, bén nhọn tiếng xé gió cực kỳ chói tai. Đồ chán sống, Khương Thiếu Phi khinh thường lạnh rên một tiếng, đưa tay vung lên, ngọn lửa minh mông chi hải gào thét mà ra, cái kia vô số cành liễu bỗng nhiên bị thiêu đến không còn một mảnh. Hỏa diễm bản nguyên chi lực, hơn nữa còn là hạ phẩm nguyên tôn hỏa diễm bản nguyên chi lực, uy lực không biết so thượng phẩm thánh tôn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cây liễu hiển nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại nguy cơ, vội vàng hóa thành một bóng người, hiển nhiên chính là Liễu Lăng Ma Tôn. Hạ phẩm nguyên tôn, Liễu Lăng Ma Tôn sắc mặt âm trầm nhìn xem Khương Thiếu Phi, sau đó vừa nhìn về phía bên người hắn chúng nhân nói, hai cái thượng phẩm thánh tôn, tám cái trung phẩm thánh tôn. Thiên hoang là muốn làm hư quy củ sao? Nói chung, dị ma nhất phương tứ tinh ma tôn là không thể đại lượng xuất hiện ở tam tinh ma quật, chỉ có thể có một cái tọa chấn. Đồng dạng, thiên hoang tọa chấn tam tinh ma quật, cũng bình thường chỉ có một cái hạ phẩm nguyên tôn tọa chấn, sẽ không xuất hiện hai cái. Lưu Ly Thành thành chủ chính là Lý Văn Kiếm, hạ phẩm nguyên tôn cường giả, mà bây giờ, thiên hoang một phương rốt cuộc lại toát ra một cái hạ phẩm nguyên tôn, hiển nhiên là phá hư quy củ. Có không thấy người này, Khương Thiếu Phi không có tiếp tục động thủ giết Liễu Lăng Ma Tôn, mà là tại hư không ngưng tụ ra Tiêu Phàm thân ảnh. Liễu Lăng Ma Tôn nheo mắt, ngay sau đó cười lạnh nói, các ngươi thiên hoang tự giết lẫn nhau, cùng ta Liễu Lăng Ma Tôn có gì liên quan, ngươi vì sao muốn tiêu diệt ta Liễu Ma Thành? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ nhắc lên lưỡng giới đại chiến sao? Phốc, lời còn chưa dứt, một đạo lợi mang đột nhiên nở rộ, trực tiếp đem Liễu Lăng Ma Tôn thân thể một phân thành hai, máu đen vẩy ra hư không. Liễu Lăng Ma Tôn trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, cái này thiên hoang tu sĩ vậy mà như thế bá đạo, dám ở chỗ này đại khai sát giới. Bản thân vậy mà chết ở chỗ này. Lệ Si đại nhân, giết ta người, thiên hoang người. Liễu Lăng Ma Tôn dùng hết sinh mệnh chút sức lực cuối cùng, thi triển ra một loại bí pháp, một đạo huyết văn lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở chân trời. Hỏng bét, huyết chú chi thuật, Khương gia một cái tu sĩ sắc mặt biến hóa. Loại này bí thuật cực kỳ quỷ dị, dù cho cách hai cái thế giới, cũng có thể đem tin tức truyền đạt. Hừ, Khương Thiếu Phi lạnh rên một tiếng, quanh thân hỏa diễm mãnh liệt, đem Liễu Lăng Ma Tôn đốt phải không còn một mảnh, cái gì đều không lưu lại. Trốn ở trong tối Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn vốn cho là Liễu Lăng Ma Tôn làm sao cũng sẽ kéo dài một chút thời gian, thậm chí khó xử một lần Khương gia người, lại không nghĩ rằng Khương gia người như thế biến thái, trực tiếp miểu sát Liễu Lăng Ma Tôn. Liễu Lăng Ma Tôn, người một nhà rốt cục chỉnh chỉnh tề tề, người nên cảm tạ ta. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì một câu. Nếu như Liễu Lăng Ma Tôn còn sống, nghe nói như vậy mà nói, đoán chừng sẽ bị tức giận thổ huyết. Người của Khương gia mạnh như vậy. Bằng vào một tòa ma thành nhất định là không làm gì được bọn họ, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tụ tập mặt khác bốn tòa ma thành lực lượng. Tiêu Phàm nghiêm túc phân tích nói. Bất quá muốn giết ta, nếu đã tới, vậy cũng không cần trở về. Nhìn phía xa Khương Thiếu Phi đám người, trên mặt lộ ra một vòng cười tà. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm lần nữa chia ra tám cỗ linh hồn phân thân, mỗi hai cỗ một tổ, hướng về chân trời lao đi. Mấy ngày sau. Một tin tức giống như cuồng phong bạo vũ đồng dạng,
quét sạch toàn bộ lưu ly tịnh thổ, nhất là dị ma. Cái gì, thiên hoàng lại chuẩn bị hủy diệt 4 tòa ma thành? Là thật, liễu lăng ma tôn liễu ma thành đã bị tiêu diệt, thậm chí ngay cả liễu lăng ma tôn đều đã chết, hưu vân ma tôn may mắn sống tiếp được, nhưng hưu ma thành cũng bị tiêu diệt. Mới tới hai vị ma tôn cũng thiếu chút gặp nạn, cũng may sớm phát hiện, may mắn tránh thoát một kiếp, đây là âm mưu. Thiên hoàng diệt đi chúng ta 4 vị ma tôn, chờ 4 vị ma tôn bổ đủ, bọn họ lần nữa động thủ, đây không phải phàm nhân cắt rau hẹ cách làm sao. Lệ si ma tôn đã tức giận, phái người tiến về tứ tinh ma quật huyết hồn kiếp hải cầu viện, lần này, bất diệt lưu ly thành, thề không bỏ qua. Tiêu phàm xuất thủ, để dị ma một phương ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền đã sợ bóng sợ gió, hơn nữa Khương Thiếu Phi hình dạng của bọn hắn, cũng truyền khắp đại bộ phận dị ma ánh mắt. Hiện tại, chỉ cần Khương Thiếu Phi bọn họ lộ diện một cái, liền có thể gặp dị ma vây công. Một chỗ sơn cốc, Khương Thiếu Phi một chuyến xanh mặt. Phi Thiếu, làm sao bây giờ, dị ma khắp nơi đều truyền dung mạo của chúng ta, chỉ cần lộ diện một cái, liền sẽ lâm vào chật vật cục diện. Trong đó một cái âm câu tị tu sĩ lo lắng nói ra. Không biết cái kia tiểu tạp chủng, đem chúng ta phá tan lộ. Hơn nữa ngay cả chúng ta diệt đi cái gì đó liễu lăng ma tôn ký ức thủy tinh đều có. Một cái khác thượng phẩm thánh tôn cảnh nam tử khôi ngô sát khí nặng nề nói. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Khương Thiếu Phi trên người, Khương Thiếu Hư sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đâu, chí ít không thấy phía trước bá đạo. Diệt sát liễu lăng ma tôn, hắn cho rằng làm thần không biết quỷ không hay, nhưng bây giờ, cả tòa lưu ly tịnh thổ dị ma cùng thiên hoang tu sĩ đều biết. Lần này, muốn để dị ma thỏa hiệp, thiên hoàng một phương không phải bỏ ra cái giá khổng lồ không thể. Nếu như không thể giết chết tiêu phàm, bọn họ có thể sẽ thua lỗ lớn. Nhưng có tiểu tử kia tung tích, Khương Thiếu Phi lại nói, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết tiêu phàm, cái gì khác đều không nguyện ý suy nghĩ. Nghe nói tiểu tử kia ở Lưu Ly Thành hiện thân qua, hiện tại huyên náo động tĩnh lớn như vậy, hắn 8-9 phần 10 cũng không dám đi ra. Âm câu tỷ con người băng lãnh. Dừng một chút, lại nói, lần trước chính là hắn đem chúng ta hấp dẫn đi Liễu Ma Thành, cố ý hãm hại chúng ta, theo ta suy đoán, một lần này hắn hiện thân, cũng hẳn là cố ý. Đám người âm thầm gật đầu, nam tử khôi ngô nói, hắn biết rõ chúng ta đang đuổi giết hắn, hắn cố ý hiện thân Lưu Ly Thành, chính là muốn chúng ta giết đi qua. Một khi chúng ta đi qua, dị ma khẳng định cũng sẽ theo tới. Đến lúc đó dị ma diệt Lưu Ly Thành, cái này nồi, cho chúng ta đến cõng. Những người này có thể tu luyện tới thánh tôn cảnh, tự nhiên đều không phải người ngu, rất nhanh liền hiểu tiêu phàm ý đồ. Bất quá, bọn họ biết rõ đây là tiêu phàm thiết kế đến đối phó bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không cách nào cự tuyệt. Đây là một cái dương mưu, hắn biết rõ, chúng ta muốn giết hắn, liền phải đi Lưu Ly Thành tìm hắn, bằng không mà nói, muốn giết hắn là không thể nào. Khương Thiếu Phi thở sâu, đón lấy giết chết tiêu phàm nhiệm vụ, cho hắn đệ đệ Khương Thiếu Hư báo thù, hắn vốn cho là một chuyện rất đơn giản, cho nên liền cái gì chuẩn bị đều không làm. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, tiêu phàm khó chơi lại vượt quá dự liệu của hắn, muốn giết chết tiêu phàm, không bỏ ra một chút đền bù là không thể nào. Vậy chúng ta có đi hay là không? Âm câu tị tu sĩ hỏi. Đi, Khương Thiếu Phi giọng nói vô cùng vì khẳng định. Híp hai mắt nói, hắn tự cho là một cái tứ tinh dị ma thêm mấy cái tam tinh dị ma liền có thể cuốn lấy chúng ta, nhưng nếu là quấn không ở chúng ta đây. Đám người nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Nếu như quấn không ở bọn họ, vậy dĩ nhiên là tiêu phàm tử kỳ. Chúng ta xuất phát phía trước, nhất định phải chắc chắn, tiêu phàm ở Lưu Ly Thành. Khương Thiếu Phi trầm giọng nói. Hô, lúc này, Khương gia một cái tu sĩ từ đằng xa bay vụt mà tới. Hiển nhiên là ra ngoài thu thập tin tức. Phi Thiếu, người kia cung kính cúi đầu, nói thuộc hạ chiếm được tiêu phàm tin tức, hắn hiện tại đang ở phủ thành chủ cùng Lý Văn Kiếm uống trà. Cùng Lý Văn Kiếm uống trà, đám người khóe miệng hơi rút, cái kia nam tử khôi ngô nói, tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật, cái này là hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt. Vạn nhất Lý Văn Kiếm cùng tiêu phàm hùn vốn gạt chúng ta đây. Âm câu tị tu sĩ hoài nghi nói. Tiêu phàm biết rõ bọn họ muốn đi giết hắn, lại còn dám quang minh chính đại xuất hiện, đây không phải là nói cho bọn hắn, ta ngay ở chỗ này, các ngươi có gan đến giết ta sao?
Lý Văn Kiếm người này cương trực công chính, bị thánh các chủ coi trọng, kém chút thu làm đệ tử, nhưng hắn bán rẻ thiên hoang người, sợ là rất khó. Nam tử khôi ngô lắc lắc đầu nói. Vậy cũng chưa hẳn, lúc này, Khương Thiếu Phi lại là cười tà một tiếng, Lý Văn Kiếm đã từng là bởi vì cương trực công chính bị thánh các chủ coi trọng, có thể các người biết rõ, hắn cự tuyệt nguyên nhân sao? Đám người không hiểu nhìn xem Khương Thiếu Phi, bậc này bí mật, bọn họ những người này là không biết, cũng chỉ có Khương Thiếu Phi loại này dòng chính Khương gia đệ tử mới rõ ràng. Kỳ thật, hắn không phải cự tuyệt, mà là Lý Văn Kiếm thân phận ngẫu nhiên bại lộ, thánh các chủ liền không có nhắc lại cùng chuyện này. Khương Thiếu Phi vẻ mặt tự tin nói. Thân phận gì, đám người kinh ngạc, chăm miệng một lời. Hắn là thần các phó các chủ Lý Đạo Lâm vãn bối, mặc dù không biết bao nhiêu thay mặt, nhưng bọn hắn quả thật có huyết mạch quan hệ, chỉ là so Lý Thanh chủ xa lánh rất nhiều mà thôi. Khương Thiếu Phi giải thích nói. Dừng một chút, Khương Thiếu Phi lại nói, ta nhớ được Tiêu Phàm thế nhưng là giết Lý Thanh chủ đệ đệ Lý Thanh Liên, Lý Văn Kiếm muốn bám vào Lý Đạo Lâm quan hệ, còn phải Lý Thanh chủ nói chuyện a. Lý Văn Kiếm là người thông minh, hắn hẳn phải biết làm sao ước lượng. Phi thiếu, nhiệm vụ này liền giao cho thuộc hạ a. Âm Câu Tị nam tử chủ động xin đi giết giặc nói. Khương Thiếu Phi gật gật đầu, nói có thể, bất quá vì đề phòng vạn nhất, ta đã sai người từ gia tộc lại điều tới hai cái hạ phẩm nguyên tôn. Hai cái hạ phẩm nguyên tôn, đám người ngạc nhiên, dị ma một phương nói là nhờ người ngoài, nhưng tối đa cũng mời đến một cái hạ phẩm nguyên tôn. Tăng thêm lệ si ma tôn, cũng mới hai cái mà thôi. Bọn họ một phương lại điều hai người tới, tăng thêm Khương Thiếu Phi, có thể liền là ba cái hạ phẩm nguyên tôn a. Điệu bộ này, đừng nói giết một cái hạ phẩm thánh tôn, chính là diệt đi trung phẩm nguyên tôn cũng đủ a. Phi thiếu là lo lắng Lý Văn Kiếm, nam tử khôi ngô bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, trừ bỏ ta vừa rồi nói một điểm. Lý Văn Kiếm thực sự tìm không ra ứng phó Tiêu Phàm lý do, có thể các ngươi đừng quên, Tiêu Phàm thế nhưng là quân bách nhẫn muốn bảo vệ người. Khương Thiếu Phi hít sâu một cái nói. Đám người cũng biết Khương Thiếu Phi lo lắng, nếu để cho Lý Văn Kiếm ở Lý Đạo Lâm cùng quân bách nhẫn tầm đó làm một lựa chọn, đồ đần đều biết rõ làm sao tuyển a. Cái gì huyết mạch quan hệ, trước thực lực tuyệt đối liền lộ ra không có ý nghĩa. Thuộc hạ đã biết. Ta đây liền đi tìm kiếm Lý Văn Kiếm ý tứ. Âm Câu Tị nam tử trầm giọng nói. Nhớ kỹ kiên cường một điểm, dù cho bức Lý Văn Kiếm một cái đều được, ta muốn chính là hắn chuẩn xác thái độ. Khương Thiếu Phi nhắc nhở nói. Là, Âm Câu Tị nam tử khom người cúi đầu, ngay sau đó biến mất ở cổ lâm. Khương Thiếu Phi nhìn về phía chúng nhân nói, mọi người hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, ba ngày sau khởi hành. Vài ngày sau. Khương Thiếu Phi mang theo Khương gia 10 người len lén tiến vào Lưu Ly Thành, tìm một chỗ nghỉ ngơi, cũng không làm kinh động Lý Văn Kiếm cùng Lưu Ly Thành tu sĩ khác. Không thể không nói, Khương Thiếu Phi vẫn tương đối cẩn thận, khó trách Khương gia lại phái hắn tới giết Tiêu Phàm. Phi thiếu, thuộc hạ đã thăm dò qua, Lý Văn Kiếm lập lờ nước đôi. Âm Câu Tị nam tử sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó đột nhiên cười nói, về sau thuộc hạ tương đối cường ngạnh. Hắn lúc này mới đáp ứng chúng ta. Xem ra hắn vẫn là sợ ta Khương gia trả thù nha. Nam tử khôi ngô cười lạnh nói. Nguyên bản hắn cho rằng, để Lý Văn Kiếm đứng ở hắn môn một phương chỉ là một cái đơn giản không thể lại đơn giản lựa chọn mà thôi, còn tốt Khương Thiếu Phi để bọn hắn đi trước thăm dò. Bằng không mà nói, thật muốn động thủ, đến lúc đó Lý Văn Kiếm nếu như phản đâm bọn họ một đao, chuyện kia có thể lớn chuyện. Tiêu Phàm đây. Khương Thiếu Phi cau mày, thần kinh căng thẳng, ở không có giết chết Tiêu Phàm trước đó, hắn không dám có bất kỳ buông lỏng. Dù sao, Tiêu Phàm chiến tích bày ở đây, hơn nữa gia hỏa này 10 điểm tà môn. Hắn một mực ở phủ thành chủ đợi, Âm Câu Tị nam tử cười lạnh một tiếng, nói, Lý Văn Kiếm cũng nói, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, hắn cũng phái người hướng về. Có đúng không, Khương Thiếu Phi có chút không tin. Thuộc hạ tự mình xác định qua, Âm Câu Tị nam tử trầm giọng nói, hơn nữa, trong bóng tối ta cũng phái người hướng về, trừ phi hắn có thể vượt giới Nazi, bằng không hắn tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Khương Thiếu Phi lúc này mới gật gật đầu, lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên, mọi người thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tiến đến,
Khương Thiếu Phi đè thấp lấy giọng nói. Có thể đi vào nơi này, chỉ có bọn họ người của Khương gia, những người khác là không thể nào vào đến. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, một cái hắc bào tu sĩ kích động bái nói, Phi Thiếu, gia tộc trợ giúp đến. Tới bao nhiêu người, Khương Thiếu Phi ánh mắt hơi sáng. Chỉ cần gia tộc cường viện đến, hắn liền có thể không cần cố kỵ dị ma trả thù, trực tiếp xuất thủ đuổi bắt Tiêu Phàm. Hai cái hạ phẩm nguyên tôn, 6 cái thượng phẩm thánh tôn, 12 cái trung phẩm thánh tôn. Cái kia hạ nhân hít sâu một cái nói càng kích động. Khương Thiếu Phi bọn họ đều không bình tĩnh, người tới tăng thêm bọn họ, nhưng chính là 3 cái hạ phẩm nguyên tôn, 8 cái thượng phẩm thánh tôn, chừng 20 cái trung phẩm thánh tôn. Hơn nữa, Lý Văn Kiếm cũng là hạ phẩm nguyên tôn, tạm thời mà nói vẫn là đứng ở hắn môn phương này. Trận thế như vậy, vẻn vẹn chỉ là giết chết một cái hạ phẩm thánh tôn mà thôi, quả thực quá lãng phí, hoàn toàn là giết gà dùng đao mổ trâu. Cho dù là trung phẩm nguyên tôn, nhìn thấy trận thế như vậy, cũng chưa chắc dám chính diện giao phong a. Tiêu Phàm chết chắc, Khương Thiếu Phi cười lạnh một tiếng, mọi người đi với ta, đem phủ thành chủ bao vây lại. Là, đám người kích động vạn phần, nhao nhao ra khỏi phòng, nhanh chóng hướng về phủ thành chủ bắn ra đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Phủ thành chủ. Lý Văn Kiếm đang ngồi ở văn án một bên, đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức gào thét mà tới, hắn không khỏi nhíu mày. Đến, Lý Văn Kiếm lông mày nhíu lại, buồn bực nói, 3 cái hạ phẩm nguyên tôn, chỉ 8 cái thượng phẩm thánh tôn, thực lực như vậy, Tiêu Phàm vậy mà mảy may không sợ. Ầm ầm, lúc này, cả tòa Lưu Ly Thành đều run rẩy kịch liệt lên. Lưu Ly Thành, hư không cũng bắt đầu lay động không thôi, cường đại chấn cảm, truyền khắp phương viên hơn vạn dặm. Dị ma, Lý Văn Kiếm thần sắc càng thêm ngưng trọng, mặc dù hắn đã đoán được dị ma sẽ giết đến, hơn nữa Tiêu Phàm nói cho hắn, không cần lo lắng dị ma đánh giết. Nhưng là, dị ma chân chính binh lâm thành hạ, hắn vẫn là khó có thể bình tĩnh. Tiêu Phàm, không biết lần này tin tưởng ngươi, là đúng hay sai? Lý Văn Kiếm thật sâu thở dài một hơi. Hắn vốn là muốn giết Tiêu Phàm, có thể mấy ngày trước đây, Tiêu Phàm vậy mà chủ động tới tìm hắn nói chuyện hợp tác, Lý Văn Kiếm bắt đầu là khịt mũi coi thường. Nhưng làm Tiêu Phàm xuất ra quân bách nhẫn mật tín lúc, hắn không thể không bảo hộ lột ra. Hắn là Lý Đạo Lâm huyết mạch mỏng manh hậu bối không sai, hắn nghĩ ôm vào Lý Đạo Lâm đầu này đùi cũng không có sai. Nhưng là, Lý Đạo Lâm chân lại làm sao lớn, còn có thể lớn hơn quân bách nhẫn sao? Lý Văn Kiếm căn bản không có chút gì do dự, đáp ứng Tiêu Phàm điều kiện, dù cho Khương gia cường đại đều bị hắn quên hết đi. Đến ma quật, cái gì tam đại thế tộc, thập đại gia tộc uy danh, liền lộ ra không có ý nghĩa. Người tới, bổn thành chủ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mời Khương gia Khương Thiếu Phi thay mặt đảm nhiệm thành chủ. Nghĩ vậy, Lý Văn Kiếm đột nhiên quát khẽ, tiện tay vung ra một phong thư. Là, thành chủ, cửa ra vào xuất hiện thủ vệ, mang theo Lý Văn Kiếm phong thư rời đi. Thời gian trở lại mấy tức trước đó. Khương Thiếu Phi đám người đem phủ thành chủ vây chật như nêm cối, Khương Thiếu Phi lạnh lùng quét mắt phía dưới, quát lên, Tiêu Phàm, cút ra đây nhận lấy cái chết. Oanh long, lời còn chưa dứt, thiên địa đột nhiên run rẩy kịch liệt lên, Khương Thiếu Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Ly Thành bên ngoài, cau mày. Phi Thiếu, dị ma muốn công thành, nam tử khôi ngô sắc mặt không phải rất dễ nhìn, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ muốn giết Tiêu Phàm sự tình. Có thể nói ai ai cũng biết, có thể mấu chốt là, ở bây giờ lúc này, nếu như liền Lưu Ly Thành đều không để ý, chỉ muốn giết Tiêu Phàm, tất nhiên sẽ cho Thiên Hoang Thần Các khó xử Khương gia lấy cớ. Thế nhưng là, nếu là đối phó dị ma, Tiêu Phàm thừa cơ rời đi làm sao bây giờ, bọn họ chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa, trở thành Tiêu Phàm tay chân. Không phải còn có Lý Văn Kiếm sao? Khương Thiếu Phi cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm suy nghĩ xong đối sách. Gặp qua Khương tướng quân, lúc này, nơi xa bay tới một người mặc chiến giáp nam tử, cung kính bái nói, tại hạ chính là Lý Thành chủ thân vệ, Lý Thành chủ luyện công tẩu hỏa nhập ma, còn mời Khương tướng quân thay mặt đảm nhiệm Lưu Ly Thành thành chủ, làm tốt Lưu Ly Thành phòng ngự. Khương Thiếu Phi nụ cười trong nháy mắt cứng tại chỗ, hắn cho là mình tính toán không bỏ sót, thật không nghĩ đến để Lý Văn Kiếm trả đũa. Thiên Hoang là có cái quy củ,
nếu như ma quật trấn thủ người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mặt khác tu vi cao nhất người, nhất định phải làm tốt phòng ngự làm việc. Mà bây giờ vừa lúc chính là loại tình huống này, Lý Văn Kiếm luyện công tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ lưu ly tịnh thổ nguyên bản cũng chỉ có hắn một cái hạ phẩm nguyên tôn. Nhưng là bây giờ, Khương Thiếu Phi bọn họ thì có ba cái hạ phẩm nguyên tôn, muốn cự tuyệt đều không được a. Phải biết, phàm là tiến nhập ma quật tu sĩ, cũng sẽ ở truyền tống các ghi lại, Khương Thiếu Phi chính là nghĩ đùa nghịch cái gì tâm cơ cũng đùa nghịch không đi qua. Lý Văn Kiếm đây, Khương Thiếu Phi sắc mặt cực kỳ khó coi. Lý Thành chủ kinh mạch đứt gãy, tìm một chỗ bế quan đi, thuộc hạ cũng không biết. Cái kia thủ vệ cung kính nói. Nha, Khương Thiếu Phi trực tiếp tuôn ra nói tục. Bế quan, hắn nha, thật sự cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi, sẽ tin ngươi cái này. Ngươi, mang theo Lưu Ly Thành thành vệ chống cự dị ma. Mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng Khương Thiếu Phi cũng không dám bỏ mặc, hắn đành phải chỉ Khương ra một cái hạ phẩm nguyên tôn nói. Là, Khương gia cường giả cung kính gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía cái kia thủ vệ nói, Lưu Ly Thành thành vệ ở đâu? Cái kia thủ vệ đột nhiên đứng thẳng người, cung kính nói, thuộc hạ ở. Những người khác đâu? Khương gia cường giả nheo mắt, trong lòng có loại dự cảm xấu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia thủ vệ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng mà, vậy thuộc hạ lại là thần sắc nghiêm lại, nói, hồi bẩm đại nhân. Lưu Ly Thành thành vệ, hiện tại chỉ còn lại thuộc hạ một người. Cái gì? Khương Thiếu Phi đám người chăm miệng một lời, tất cả đều lộ ra không thể tin. Bọn họ rốt cuộc biết vì sao có loại dự cảm xấu, nha, dự cảm kia đâu chỉ không tốt, nhất định chính là hố người. Lưu Ly Thành thành vệ, làm sao cũng có hàng trăm hàng ngàn người a, dựa theo bình thường biên chế, hẳn là có 1.000 người, nhưng bây giờ, chỉ còn lại có một người. Cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Mấu chốt nhất là, hiện tại dị ma công kích Lưu Ly Thành, coi như đoạn thời gian gần nhất chết không ít dị ma, nhưng bây giờ công thành dị ma làm sao cũng có mấy ngàn a. Mấy ngàn dị ma, chỉ bằng bọn họ cái này mấy chục người, có thể đỡ nổi. Đoán chừng không bao lâu, dị ma liền sẽ giết vào Lưu Ly Thành, đem Lưu Ly Thành san thành bình địa. Chẳng lẽ hắn Lý Văn Kiếm sẽ không sợ thiên hoang thần các trách tội? Về sau lại không xoay người địa phương. Cái kia Khương gia hạ phẩm nguyên tôn cường giả càng là sắc mặt tái xanh, một cái dắt lấy thủ vệ cổ áo, quát ầm lên, mặt khác thành vệ đây. Mặt khác thành vệ, sớm ở mấy ngày trước, tiến về Viêm Ma Thành, chuẩn bị diệt đi Lệ Si Ma Tôn hang ổ. Thủ vệ không ti không tiện nói. Khương Thiếu Phi nghe nói như thế, toàn thân chấn động, giống như bị một đạo kinh lôi đánh trúng đồng dạng, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh. Ngay sau đó, Khương Thiếu Phi nhe răng trợn mắt, toàn thân bộc phát ra đáng sợ sát khí, hư không đều đã nổi lên xương lạnh. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, người nha, Tiêu Phàm đem hắn cùng dị ma dẫn tới, hắn thậm chí biết rõ đây là Tiêu Phàm dương mưu, cũng làm tốt rồi bị Tiêu Phàm lợi dụng chuẩn bị. Nhưng là, vậy cũng tối đa chỉ là trợ giúp Lý Văn Kiếm, trợ giúp Lưu Ly Thành ứng phó dị ma a. Nhưng hiện tại, lại trở thành bọn họ Khương gia toàn bộ người, ngăn chặn Lệ Si Ma Tôn cùng mặt khác dị ma, cho Tiêu Phàm bọn họ hủy đi Viêm Ma Thành cơ hội. Lưu Ly Thành phá, cái này chịu tội chính là hắn Khương Thiếu Phi. Mà Viêm Ma Thành một khi diệt, công lao này chính là Lý Văn Kiếm cùng thành vệ, cái này khiến Khương Thiếu Hư làm sao tiếp nhận. Đây không phải hắc oa có ta cõng, công lao do ngươi cầm sao. Những người khác cũng biết Khương Thiếu Hư làm sao phẫn nộ. Giờ khắc này lại là bình tĩnh lạ thường. Tiêu Phàm đây, Khương Thiếu Hư bình tĩnh trở lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn liền ở phủ thành chủ, ta đi tìm hắn. Âm Câu Tị nam tử nhe răng trợn mắt, bỗng nhiên hướng về phủ thành chủ phóng đi. Mấy người các ngươi, đi trước ngăn lại Lệ Si Ma Tôn đám người, ta mang 4 cái thượng phẩm thánh tôn, diệt Tiêu Phàm lại nói. Khương Thiếu Hư quyết định thật nhanh. Từ 2 cái hạ phẩm nguyên tôn. Mang theo 4 cái thượng phẩm thánh tôn, cùng chừng 20 cái trung phẩm thánh tôn, hẳn là miễn cưỡng đầy đủ ngăn lại Lệ Si Ma Tôn bọn họ. Chỉ cần hắn diệt đi Tiêu Phàm, đến lúc đó 3 cái hạ phẩm nguyên tôn, hoàn toàn có thể chảm Lệ Si Ma Tôn. Lệ Si Ma Tôn cái chết, mặt khác dị ma cũng liền không đáng để lo. Nói xong, Khương Thiếu Hư mang theo nam tử Khôi Ngô cùng mặt khác 2 cái thượng phẩm thánh tôn, xông vào phủ thành chủ.
về phần cái kia thủ vệ, đã hoàn toàn bị Khương Thiếu Phi bọn họ cho không để ý đến. Khương Thiếu Phi xông vào phủ thành chủ, cơ hồ đem toàn bộ phủ thành chủ quét qua một lần, đều không nhìn thấy Tiêu Phàm bóng dáng, ngược lại là ở thành chủ phòng nghị sự, gặp được Lý Văn Kiếm. Khương Thiếu Phi khí không đánh một chỗ đến, người nha, người không phải tu luyện tẩu hỏa nhập ma sao? Người bộ dáng như hiện tại, giống như là tẩu hỏa nhập ma sao? Coi như người không muốn tham dự Khương gia cùng Tiêu Phàm sự tình, người cũng cần phải tránh đi mới đúng a. Hiện tại cái này lại là chuyện gì xảy ra? Lý Văn Kiếm, ta cần cái bàn giao, bằng không, đừng trách bản tôn không khách khí. Khương Thiếu Phi một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng hướng về Lý Văn Kiếm, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Ngươi Lý Văn Kiếm trước đó còn đáp ứng ta người, lại đối phó Tiêu Phàm, hiện tại nhưng ngươi tính cả Tiêu Phàm phản đi qua đối phó ta, khẩu khí này để Khương Thiếu Phi làm sao nuốt trôi đây. Khương huynh không nên tức giận, ta làm như vậy là có nguyên nhân. Lý Văn Kiếm thần sắc bình tĩnh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là nguyên nhân gì, nhường ngươi đối ta Khương ra lá mặt lá trái. Khương Thiếu Hư sát khí nặng nề nói, phẫn nộ của hắn đã không sai biệt lắm nghẹn tới cực điểm. Lý Văn Kiếm rót cho mình một ly trà, chậm rãi nói, ta nói, đây là Thiên Hoang Thần Các mệnh lệnh, ngươi tin không? Thiên Hoang Thần Các, Khương Thiếu Hư con ngươi co rụt lại. Nếu quả thật như Lý Văn Kiếm nói tới, là Thiên Hoang Thần Các mệnh lệnh, vậy hắn thật vẫn không trách được Lý Văn Kiếm trên người. Đừng nói Lý Văn Kiếm chỉ là lá mặt lá trái, chính là hắn thật đối Khương gia người động thủ, Khương gia cũng không có gì đáng nói, dù sao Thiên Hoang Thần Các cùng Khương gia, vốn là thế lực khác nhau. Quá nhiều ta không muốn giải thích, mặc dù ta cũng rất chán ghét Tiêu Phàm, nhưng đây là Thiên Hoang Thần Các mệnh lệnh, người biết, ta sẽ không phản bội Thiên Hoang Thần Các. Lý Văn Kiếm cười cười nói, cho nên, ta liền dứt khoát đem Lưu Ly Thành giao cho ngươi. Nghe nói như thế, Khương Thiếu Phi liền nổi trận lôi đình, người đem Lưu Ly Thành giao cho ta có thể. Nhưng là, người không nên đem một tòa thành không giao cho ta, đây không phải đem ta Khương Thiếu Phi hướng trong hố lửa đẩy sao? Hơn ngàn thành vệ vì sao rời đi, chẳng lẽ cũng là Thiên Hoang Thần Các mệnh lệnh? Khương Thiếu Hư vẫn như cũ không cam lòng. Người cũng hẳn phải biết. Tiêu Phàm không phải ở Lưu Ly Thành ngốc vài ngày sao? Là hắn mang đi, Lý Văn Kiếm nhún nhún vai nói, ngươi cũng đừng hỏi hắn vì sao có quyền lực này, ta cũng muốn biết đây, cái này Lý Văn Kiếm thật đúng là không có nói láo, hắn không biết Tiêu Phàm là làm thế nào chiếm được quân bách nhẫn tín nhiệm, vậy mà tùy ý hắn làm ẩu. Hơn ngàn thành vệ, thế nhưng là Lưu Ly Thành lực lượng trung kiên A, cũng là thiên hoang ở Lưu Ly tỉnh thổ chiến đấu sau cùng thành lũy. Quân bách nhẫn vậy mà để một cái vừa tới thiên hoang không lâu người tùy ý điều động, hơn nữa nghe nói Tiêu Phàm trước đó còn bị Thiên Hoang Thần Các truy nã, mọi thứ đều giống như mộng ảo. Nhưng, sự thật chính là sự thật, Lý Văn Kiếm cũng chỉ có phục tòng mệnh lệnh tư cách. Lý Văn Kiếm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Khương Thiếu Phi hất lên áo bào, quay người đạp không rời đi phủ thành chủ. Tiêu Phàm hắn là không giết chết, hiện tại hắn phải làm. Là diệt đi Lưu Ly Thành bên ngoài mấy ngàn dị ma, bảo trụ Lưu Ly Thành. Chỉ cần giữ vững Lưu Ly Thành, cái kia Lưu Ly tỉnh thổ cũng liền nắm vững trong tay hắn, đến lúc đó, Tiêu Phàm chắp cánh cũng khó trốn. Nhìn qua Khương Thiếu Hư bọn họ rời đi, Lý Văn Kiếm lại là âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, Khương Thiếu Phi, sự tình nếu là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, vậy cũng tốt, thời gian vừa vặn, Tiêu Phàm bọn họ bên kia, đoán chừng cũng động thủ. Dứt lời, hắn lại rót cho mình một ly nước trà, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lúc này, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Viêm Ma Thành bên ngoài, đột nhiên xuất hiện vô số thiên hoang tu sĩ, đem Viêm Ma Thành vây chật như nêm cối. Lệ Si Ma Tôn dẫn đầu vô số dị ma vây công Lưu Ly Thành, nơi này là nhất trống không thời điểm. Người cầm đầu, chính là Tiêu Phàm, hắn mang theo hơn ngàn thành vệ, đến chép Lệ Si Ma Tôn nội tình. Chỉ thấy hắn lăng không mà đứng. Quan sát xa xa Viêm Ma Thành, tà tà cười nói, các huynh đệ, chép rơi Lệ Si Ma Tôn hang ổ, các ngươi có hay không hưng phấn? Có hay không hưng phấn? Đó là đương nhiên hưng phấn, chỉ là, chúng ta đây chỉ có 1.000 người mà thôi, giữ vững Lưu Ly Thành đều hết sức miễn cưỡng, thật có thể diệt Viêm Ma Thành sao? Tiêu Phàm lại là không để ý đến mọi người hờ hững, mà là tiếp tục nói, các huynh đệ, diệt Viêm Ma Thành, bên trong tất cả mọi thứ, người nào đến liền thuộc về người đó.
hơn ngàn thành vệ trầm mặc, chỉ bằng bọn họ 1.000 người này, còn chưa đủ cho Viêm Ma cửa ải thành Hàm Răng đây, như vậy xông đi lên, đoán chừng đều phải chết phỉnh lên. Coi như Viêm Ma trong thành bảo bối lại nhiều, vậy cũng phải có mệnh suy nghĩ dùng a. Tiêu Phàm cũng giống như đã sớm dự kiến đến đồng dạng, nói ta biết các ngươi không tin, bất quá rất nhanh các ngươi liền sẽ tin. Ba, Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, ngay sau đó, tất cả mọi người trợn to hai mắt, trong đôi mắt, có một đạo kim quang sáng chói nở rộ, hóa thành một cái quang cầu quét ngang tứ phương. Vẻn vẹn trong lúc hô hấp, cái kia nguy nga mênh mông Viêm Ma thành, trực tiếp bị kim quang này san thành bình địa, năng lượng to lớn chấn động càng là đem bốn phía sơn mạch lật đổ. Nếu như không phải bọn họ vị trí, có Tiêu Phàm sớm đã bố trí trận pháp ngăn cản, có lẽ bọn họ đều có người sẽ thụ trọng thương. Hơn ngàn thành vệ nhìn thấy một màn trước mắt, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, bọn họ không biết Tiêu Phàm là làm được bằng cách nào. Nhưng là, bọn họ cũng đều biết, Viêm Ma thành hủy diệt, tuyệt đối là Tiêu Phàm tạo thành. Trong bọn họ không thiếu trung phẩm thánh tôn, tu vi so với Tiêu Phàm còn mạnh hơn, có thể cho dù bọn họ, cũng không khả năng hủy rơi Viêm Ma thành a. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt tất cả đều tề tụ ở Tiêu Phàm trên người, thần sắc trở nên có chút kính sợ. Liền Viêm Ma thành đều có thể tùy tiện hủy đi, Tiêu Phàm nếu như muốn giết bọn họ, quả thực không nên quá dễ dàng. Đi thôi, muộn, coi như cái gì cũng không chiếm được, mặt khác, vào thành nhớ kỹ cho ta, tất cả dị ma, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm để lại một câu nói, trực tiếp đạp không mà lên, phóng tới Viêm Ma thành. Hắn mặc dù đại độ để những người này cướp đoạt Viêm Ma thành tài nguyên, nhưng là, Viêm Ma dưới thành ma tinh khoáng mạch, Tiêu Phàm cũng không cho phép chuẩn bị để người, hắn cũng không phải đại độ như vậy người, nhất là ở tài phú bên trên. Phải biết, Viêm Ma thành thế nhưng là tứ tinh ma thành a, phía dưới khoáng mạch tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Mặc dù hủy đi Viêm Ma thành, lãng phí hắn vài ức nguyên tinh cùng mấy chục vạn ma tinh, nhưng chỉ cần lấy được cái quặng mỏ này, liền có thể bù đắp tổn thất của hắn. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, thẳng đến hắn không thấy bóng dáng, tu sĩ khác mới hồi phục tinh thần lại. Đám người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, cuối cùng đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, còn giống như là con sói đói xông vào Viêm Ma thành. Nếu để cho bọn họ đi tiến đánh Viêm Ma thành, bọn họ tự nhiên sẽ kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ, bọn họ chỉ là đi bổ đao mà thôi, vừa rồi kinh khủng bạo tạc phía dưới, cho dù thượng phẩm thánh tôn, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Tùy tiện một người đều có thể tùy tiện diệt sạch bọn hắn, bây giờ còn có cái gì kiêng kỵ đây? Không sai biệt lắm 3 canh giờ, đám người đem Viêm Ma thành quét sạch một phen, tất cả mọi người thu hoạch tràn đầy, trên mặt tràn đầy không kiềm hãm được nụ cười. Cuối cùng, tất cả mọi người lần nữa ở ngoài thành tập hợp, một lần này, mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt trở nên không giống bình thường. Ngoại trừ kính phục bên ngoài, vậy mà còn có từng tia e ngại. Viêm Ma thành đã diệt, còn thừa lại mặt khác 2 tòa mới xây ma thành, mọi người cũng cùng ta cùng một chỗ bưng, làm sao? Tiêu Phàm cười nhìn phía dưới tu sĩ nói. Toàn bằng Tiêu công tử làm chủ, có người nhìn không được cao giọng quát. Toàn bằng Tiêu công tử làm chủ, có một người mở miệng, sau đó không ít người đi theo hét to, ngay sau đó tất cả mọi người bắt đầu hô to Tiêu Phàm danh tiếng. Nếu để cho Lý Văn Kiếm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Lúc này mới bao lâu, Lưu Ly thành thành vệ, liền đã bị Tiêu Phàm thu phục. Đương nhiên, đây cũng không phải chân chính trên ý nghĩa thu phục, dù sao bọn họ chỉ là coi trọng Tiêu Phàm cho ích lợi của bọn hắn mà thôi. Nhưng đối với Tiêu Phàm đến bài, cái này đã đủ rồi. Tốt, vậy liền lại diệt 2 thành, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hướng về mặt khác 2 tòa mới xây thành trì bay đi. Đi lên diệt 4 tòa thành trì, về sau một phen sau đại chiến. Dị ma lại xây 4 tòa thành trì, Tiêu Phàm trước đó diệt 2 tòa, bây giờ còn lại 2 tòa. Lần này, Tiêu Phàm là thật chuẩn bị đem dị ma nhổ tận gốc, hắn có thể sẽ không để ý thiên hoang thần các ý nghĩ. Đem một vùng đất cổ xưa, hoàn toàn khống chế ở trong tay bản thân, chẳng lẽ không được sao? Lưu Ly thành bên ngoài. Khương Thiếu Phi mang theo 2 đại hạ phẩm nguyên tôn, 8 cái thượng phẩm thánh tôn cùng chừng 20 cái trung phẩm thánh tôn. Điên cuồng chém giết. Không thể không nói, hạ phẩm nguyên tôn xuất thủ,
thánh tôn cảnh căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, tam tinh ma tôn trở xuống dị ma, nhất định chính là đồ sát. Khương Thiếu Phi mang theo một cái khác hạ phẩm nguyên tôn cường giả, điên cuồng đánh giết Lệ Si Ma Tôn. Giờ khắc này, Lệ Si Ma Tôn cũng hoảng. Hắn dị ma thuộc hạ không ít, nhưng cứu không được tính mạng của hắn a, nếu như hắn chết, mặt khác dị ma coi như diệt Lưu Ly Thành, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hỗn trướng, khá lắm thiên hoang, cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi đây, ta Lệ Si cho dù chết, cũng phải kéo lên hai cái chịu tội thay. Lệ Si Ma Tôn hét giận dữ không thôi. Trên người hắn phủ đầy vết thương, nhưng đối diện Khương Thiếu Phi cùng hạ phẩm nguyên tôn cường giả cũng chẳng tốt đẹp gì, thương thế không nhẹ. Không thể không nói, Lệ Si Ma Tôn thực lực vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Lệ Si Ma Tôn, lúc này, Khương Thiếu Phi một đòn chấn khai Lệ Si Ma Tôn, truyền âm nói, bản tôn vô ý muốn giết ngươi, người ta đều bị người lợi dụng, cái gì? Lệ Si Ma Tôn rõ ràng không tin. Có người muốn cho chúng ta đồng quy vu tận, sau đó ngựa ông đắc lợi. Khương Thiếu Phi trầm giọng nói, thật muốn giết chết Lệ Si Ma Tôn, hắn cũng phải trả giá rất lớn, đây là hắn không nguyện ý thấy. Lệ Si Ma Tôn trầm mặc không nói, hắn toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, đang tự hỏi Khương Thiếu Phi lời nói tính chân thực. Oanh, đột nhiên, Lệ Si Ma Tôn cả người hỏa diễm tăng vọt, một cỗ ngập trời nộ ý từ trên người hắn bộc phát ra. Mặt mũi dữ tợn nhìn xem Khương Thiếu Phi, hỗn trướng, các ngươi dám diệt ta Viêm Ma Thành. Viêm Ma Thành, thế nhưng là gốc rễ của hắn a, bên trong ma tinh khoáng mạch, chính là hắn đột phá cảnh giới cao hơn cam đoan. Bây giờ lại bị người phá hủy, chính là những người trước mắt này, cố ý nhường ba cái nguyên tôn cảnh cường giả ngăn chặn bản thân, sau đó bọn họ phái người đánh lén mình hang ổ. Cái gì? Khương Thiếu Hư nghe được Lệ Si Ma Tôn lời nói, trợn to hai mắt. Làm sao có thể, lúc này mới bao lâu a, coi như 1000 thành vệ quân, cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy hủy diệt Viêm Ma Thành a. Chết, Lệ Si Ma Tôn gầm thét, giống như nổi điên dã thú, điên cuồng công kích tới Khương Thiếu Phi. Thù này không đội trời chung, dù cho bốc lên sinh tử phong hiểm, hắn cũng phải ra khẩu khí này. Nhanh, cùng ta liên thủ giết hắn, nhìn xem điên cuồng Lệ Si Ma Tôn, Khương Thiếu Phi cũng có chút sợ. Đồng thời hướng về mặt khác hai cái hạ phẩm nguyên tôn ra lệnh. Ba đại hạ phẩm nguyên tôn cường giả, đồng thời vây công Lệ Si Ma Tôn, nhưng mà Lệ Si Ma Tôn vậy mà cũng không có rơi vào hạ phong, ngược lại càng đánh càng điên cuồng. Giờ phút này, trong phủ thành chủ, Lý Văn Kiếm thấy một màn như vậy, cũng là khóe miệng giật một cái, Tiêu Phàm, thật đúng là một diệt thành cuồng ma a, tứ tinh Viêm Ma Thành, như vậy thì bị hắn tiêu diệt. Lưu Ly Thành bên ngoài. Lệ Si Ma Tôn liều chết chém giết, Khương Thiếu Phi ba người liên tục bại lui, một người nếu như không sợ chết, hắn chiến lực tuyệt đối là sẽ tăng vọt. Hiện tại Lệ Si Ma Tôn, chính là loại tình huống này. Khương Thiếu Phi nguyên vốn cho là bọn họ ba cái hạ phẩm nguyên tôn, có thể dễ dàng giết chết Lệ Si Ma Tôn, nhưng bây giờ mới phát hiện, bọn họ suy nghĩ nhiều. Cho bản tôn diệt Lưu Ly Thành, Lệ Si Ma Tôn bên cạnh chiến bên cạnh gầm thét. Có hắn kéo lại ba đại hạ phẩm nguyên tôn, mặt khác dị ma áp lực nhỏ rất nhiều, chỉ bằng bọn họ cái kia hơn 20 cái thánh tôn cảnh, lại làm sao có thể phòng ngự Lưu Ly Thành toàn bộ chiến tuyến đây. Dù cho khởi động phòng ngự trận pháp, cũng vẻn vẹn kiên trì mười mấy thời gian hơi thở. Lý Văn Kiếm, ngươi vẫn chờ làm cái gì, chẳng lẽ ngươi thật muốn Lưu Ly Thành hủy diệt sao? Khương Thiếu Phi gầm thét không thôi. Bọn họ bây giờ là không bảo vệ được Lưu Ly Thành. Hy vọng duy nhất chính là Lý Văn Kiếm xuất thủ. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, Lý Văn Kiếm căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Khương Thiếu Phi lúc này mới ý thức được, Lý Văn Kiếm cùng Tiêu Phàm vậy mà liên thủ đào cho hắn một cái hố to, chờ đợi mình nhảy xuống, mấu chốt hắn còn nhảy xuống. Hơn nữa, Lý Văn Kiếm còn đem mình hái đi ra. Lý Văn Kiếm, ngươi rất tốt, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Khương Thiếu Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, cũng đúng lúc này, Lệ Si Ma Tôn một quyền đánh trúng trong đó một cái hạ phẩm nguyên tôn cường giả đầu, đầu bỗng nhiên nổ tung, hóa thành cuồn cuộn máu tươi bay ra tại hư không. Ngay sau đó, Lệ Si Ma Tôn há miệng hút vào, trực tiếp đem cái kia hạ phẩm nguyên tôn cho nuốt vào trong bụng, muốn cơ hội sống lại cũng không cho. Hỗn trướng, Khương Thiếu Phi triệt để tức giận rồi,
cũng biến thành điên cuồng lên. Hiện tại nếu còn không liều mạng, đến lúc đó chết cũng không phải là Lệ Si Ma Tôn, mà là hắn Khương gia tu sĩ, cái này 20-30 người, có thể muốn toàn quân bị diệt. Người đi giết sạch bọn họ, ta tới ngăn lại hắn. Khương Thiếu Phi hai mắt đỏ tươi hết sức, hắn cũng thật sự quyết tâm, đã không còn giữ lại chút nào. Hai đại hạ phẩm nguyên tôn cường giả điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ, không ai nhường ai. Mà một cái khác hạ phẩm nguyên tôn cũng có chút hoảng, theo Khương Thiếu Phi ra lệnh một tiếng, hắn bắt đầu điên cuồng đổ sát sơ giai dị ma, một đòn sẽ chết mảng lớn. Chiếu tốc độ như vậy, dù cho dị ma có được sống lại năng lực, cũng không kiên trì được bao lâu. Khương gia mặc dù chỉ có chừng 30 người, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ, yếu nhất đều là trung phẩm thánh tôn, miễn cưỡng có thể đủ ngăn cản đối diện mấy ngàn dị ma. Hơn nữa qua một phen chém giết, dị ma cũng chỉ còn lại 1000-2000, mỗi một tức đều có không ít dị ma hủy diệt. Khương gia tu sĩ, cũng đã chết 5-6 người, ngoài ra còn có mấy người bị trọng thương. Bọn hắn thực lực quả thật không tệ, nhưng là chịu không được nhiều như vậy dị ma tiêu hao. Trong phủ thành chủ, Lý Văn Kiếm lẳng lặng nhìn một màn này, âm thầm lắc đầu nói, Khương Thiếu Phi, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì, xem ra là ta xem thường ngươi, hoặc có lẽ là xem thường Tiêu Phàm. Khương Thiếu Phi một phương, thế nhưng là có được ba cái hạ phẩm nguyên tôn A, bây giờ lại tổn thất thảm trọng như vậy, cái này khiến Lý Văn Kiếm không thể tin được. Nhưng mấu chốt là, cái này cùng Tiêu Phàm đoán trước hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xuất nhập. Tiếp xuống diệt đi mặt khác hai tòa ma thành, hai cái kia ma tôn cũng sẽ triệt để phát cuồng, liền nhìn một đợt này. Lý Văn Kiếm híp hai mắt. Giờ này khắc này, hắn nội tâm cũng có chút may mắn không cùng Tiêu Phàm đấu tranh đến cùng. Bằng không, lấy Tiêu Phàm cái này tính toán năng lực, hắn Lý Văn Kiếm đoán chừng có 10 cái mạng đều không đủ chết. Thời gian chậm rãi sói mòn, Khương Thiếu Phi cùng Lệ Si Ma Tôn hai người chiến 10 điểm thảm liệt, đều đã thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng hai người vẫn không có đỉnh chiến xu thế, ngược lại càng điên cuồng lên, quyền quyền đến thịt, đao đao thấy máu. Một phương khác, Khương gia một cái khác hạ phẩm nguyên tôn cường giả đại sát tứ phương, dị ma số lượng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Bất quá, Khương gia cường giả cũng tổn thất nặng nề. Chỉ còn lại có 3 cái thượng phẩm thánh tôn, cùng 6 cái trung phẩm thánh tôn, mỗi người đều bị thương không nhẹ. Giết bọn hắn, giết, cái kia hạ phẩm nguyên tôn cường giả lại khôi phục phía trước tự tin, Lệ Si Ma Tôn để lại cho hắn bóng tối đã tan thành mây khói. Ngược lại là đối diện không ít dị ma, đều trở nên có chút nổi điên. Hỗn trướng, nhưng mà, dị ma bên trong, một cái tam tinh ma tôn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hủy ta ma thành, các ngươi đáng chết. Còn có ta căn cơ, bản tôn muốn giết sạch các ngươi. Một cái khác tam tinh ma tôn cũng bắt đầu phát cuồng. Hiển nhiên, còn dư lại hai tòa ma thành, Tiêu Phàm nhất cử cầm xuống, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Đã mất đi ma thành căn cơ, hai đại ma tôn trong nháy mắt trở thành nổi điên dã thú, lại cũng không cố kỵ chút nào, trực tiếp xông về phía cái kia hạ phẩm nguyên tôn cường giả. Dường như không giết chết cái này hạ phẩm nguyên tôn, bọn họ không cách nào phát tiết lửa giận trong lòng một dạng. Trong chớp mắt, tình hình chiến đấu lần thứ hai thăng cấp. Trong thành Lý Văn Kiếm, cũng nín thở ngưng thần nhìn xem một màn này, Tiêu Phàm kế hoạch có thể thành công hay không, liền nhìn hiện tại. Hai phe nhân mã hiện tại cũng thụ thương thảm trọng, ai có thể kiên trì đến cuối cùng đây? Ba đại ma thành thành chủ phát cuồng. Bọn hắn thuộc hạ dị ma tự nhiên cũng biến thành điên cuồng lên, chiến lực tựa như trong nháy mắt tăng vọt không ít. A một tiếng hét thảm, Khương gia một cái thượng phẩm thánh tôn chết thảm, bị mấy cái nhị tinh ma tôn phân thây. Một màn này, nhưng làm Khương gia những người khác dọa cho phát sợ, chỉ cảm thấy toàn thân hiện nổi da gà lên. Giết, nhưng mà, cái kia hạ phẩm nguyên tôn cường giả lại càng chiến càng hăng, gắt gao áp chế hai cái kia ma thành thành chủ, hư không máu tươi bay vụt. Lý Văn Kiếm thấy một màn như vậy, đều cảm giác toàn thân phát lạnh. Hắn đây nhà ở đâu là chiến tranh, quả thực liền là đồng quy vu tận A. Khương gia tu sĩ cũng tốt, dị ma cũng được, đều nguyên một đám ngã xuống, chết không thể chết lại. Mà hết thảy này, cũng chỉ là Tiêu Phàm bầy bố mà thôi, mặc dù có vận khí thành phần ở bên trong, nhưng trên đại thể vẫn là cùng Tiêu Phàm tính toán có liên hệ cực lớn A.
thật muốn đồng quy vu tận. Lý Văn Kiếm không dám tin nói. Nhưng mà một khắc sau, hắn tận mắt nhìn đến hai cái tam tinh ma tôn cùng Khương gia cái kia hạ phẩm nguyên tôn đồng thời nổ tung, hóa thành vô số huyết vũ tràn ngập tại hư không. Giết, giết, giết. Khương Thiếu Phi nhìn thấy một màn này, gầm thét không thôi, hai mắt dường như muốn nhỏ ra huyết. Khương gia hắn người mang tới, đã nhanh muốn chết tuyệt, chỉ còn lại có hai cái thượng phẩm thánh tôn, bốn cái hạ phẩm thánh tôn sinh tồn, nhưng hắn liền Tiêu Phàm hình bóng đều không gặp được. Cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Khương Thiếu Phi tất cả phẫn nộ, hóa thành kinh khủng sát khí, một kiếm xuyên qua Lệ Si Ma Tôn mi tâm, Lệ Si Ma Tôn trợn to hai mắt, dùng hết lực lượng toàn thân, chặt xuống Khương Thiếu Hư nửa người. Nếu như không phải Khương Thiếu Hư lui ra phía sau cực nhanh, hắn khả năng nhất định phải chết. Tỉnh hồn lại Khương Thiếu Phi, đem Lệ Si Ma Tôn quấy đến vỡ nát, mà chính hắn cũng cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Khương Thiếu Phi lung la lung lay đứng ở hư không, nhìn phía xa còn sót lại hơn 10 cái dị ma. Nếu là bình thường, bậc này công tích, tất nhiên sẽ chồng vào sử sách, nhưng là bây giờ, lại không có người nào nhìn thấy. Phốc phốc, đột nhiên, nơi xa từng đạo kiếm khí nở rộ, còn sót lại hơn 10 cái dị ma, bị giết sạch sẽ. Khương Thiếu Phi mặt âm trầm nhìn xem đối diện đột nhiên bóng người xuất hiện, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Lý Văn Kiếm, Khương Thiếu Phi cắn răng nghiến lợi nhìn xem đối diện bóng người xuất hiện, trừ bỏ Lý Văn Kiếm còn có thể là ai đây? Hắn trễ không đến, sớm không tới, liền ở Khương gia người cơ hồ toàn quân bị diệt thời điểm mới xuất hiện, cái này khiến Khương Thiếu Phi làm sao không giận đây? Thời khắc này Khương Thiếu Phi, hận không thể lập tức xông đi lên đem hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, hắn biết rõ, hắn hiện tại, tuyệt không có khả năng là Lý Văn Kiếm đối thủ. Lý Văn Kiếm trầm mặc không nói, bất quá trên mặt lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ta Khương gia sẽ nhớ kỹ ngươi, Khương Thiếu Phi hung tợn nói. Lần này bị Tiêu Phàm cùng Lý Văn Kiếm tính toán, hắn hận nhất vậy mà không phải Tiêu Phàm, mà là Lý Văn Kiếm. Nếu như Lý Văn Kiếm chỉ là đứng ở trung lập vị trí, người của Khương gia tuyệt đối sẽ không chết thảm liệt như vậy. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lý Văn Kiếm sẽ thời điểm then chốt lùi bước. Cái này thì cũng thôi đi, lại còn đem thành vệ cho điều đi. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Văn Kiếm liền ở nhằm vào bọn họ Khương gia. Có thể bị Khương gia nhớ kỹ, là Lý Mỗ vinh hạnh. Lý Văn Kiếm nhíu mày, sau đó rất nhanh giãn ra. Thân thể ngươi không việc gì, chủ động từ bỏ Lưu Ly Thành, tạo thành Lưu Ly Thành hủy diệt, Thiên Hoang Thần Các sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Thiếu Phi tiếp tục nói. Lý Văn Kiếm nhìn thoáng qua phía dưới đổ nát Lưu Ly Thành, cười cười nói, ai nói ta chủ động từ bỏ Lưu Ly Thành. Ta đây không phải đã tới sao? Ngươi làm bộ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đem chức thành chủ nhường cho ta, không phải liền là từ bỏ Lưu Ly Thành sao? Ngươi cho rằng điểm nhỏ này trò xiếc có thể gạt được ai? Khương Thiếu Phi nhìn thấy Lý Văn Kiếm còn cười được, lửa giận liền không nhịn được phun ra. Ai nói ta đem chức thành chủ tặng cho ngươi? Ta chỉ biết rõ, là ngươi muốn giết Tiêu Phàm, cưỡng ép cướp đi ta trước thành chủ, Lý Mỗ bị Khương gia ba cái hạ phẩm nguyên tôn uy hiếp, không thể không thỏa hiệp. Lý Văn Kiếm không vội không hoảng nói. Ngươi, Khương Thiếu Phi khí trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch, có người gặp được. Ngươi là nói hắn sao? Lý Văn Kiếm lấy tay vung lên, một bóng người xuất hiện ở hư không, chính là trước đó cho Khương Thiếu Phi truyền lời tu sĩ. Sau một khắc, tu sĩ kia đột nhiên một trận biến hóa, biến thành một căn đầu gỗ. Thần điêu, Khương Thiếu Phi sắc mặt đại biến. Ngươi xem cái kia, Lý Văn Kiếm vừa cười chỉ hướng Lưu Ly Thành bên trong. Khương Thiếu Phi cúi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy tất cả bóng người, vậy mà đều chậm rãi trở thành đầu gỗ. Muốn trách, thì trách ngươi quá muốn giết Tiêu Phàm, đến mức Lưu Ly Thành tu sĩ, đến cùng phải hay không chân nhân, các ngươi đều không nhìn ra. Lý Văn Kiếm không chút hoang mang giải thích nói. Sớm tại mấy ngày trước đó, Lưu Ly Thành tu sĩ đều bị ta phân phát đi ra, Lưu Ly Thành trong vòng nghìn dặm bên trong, cũng chỉ còn lại có ta một người mà thôi. Khương Thiếu Phi thân thể run lên, thanh âm có chút khàn khàn, nhìn chằm chằm Lý Văn Kiếm nói, cho nên, ngươi bây giờ muốn giết ta. Khương Thiếu Phi, cướp đoạt Lưu Ly Thành trước thành chủ, kích động dị ma đại chiến, dị ma dưới cơn nóng giận phát động triều dâng. Trùng kích Lưu Ly Thành,
thời điểm then chốt, Lý Thành Chủ cùng Tiêu Phàm ngăn cơn sóng dữ. Đột nhiên, hư không một đạo mờ mịt thanh âm vang lên, ngay sau đó, cách đó không xa hư không đột nhiên đã nứt ra một cánh cửa ánh sáng, một bóng người từ giữa bên cạnh đi ra. Nhìn thấy đạo này thân ảnh, Khương Thiếu Phi hai mắt lần nữa đỏ bừng, mà Lý Văn Kiếm lại là biểu tình vẻ phức tạp. Hiển nhiên, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, người chết không yên lành. Khương Thiếu Phi sát cơ sôi trào, đều bị Lý Văn Kiếm tùy tiện xua tan. Hắn biết rõ, chỉ cần mình xuất thủ, Lý Văn Kiếm tất nhiên sẽ không chút lưu tình, giết chết bản thân. Khương gia Khương Thiếu Phi, cướp đoạt Lưu Ly Thành thành chủ tuy có tội, nhưng cuối cùng dẫn đầu Khương gia người, thủ hộ Lưu Ly Thành có công, tất cả mọi người chiến tử Lưu Ly Thành, nên bị thiên hoang khắc ghi. Tiêu Phàm chậm rãi nói. Đột nhiên, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười, nói, Khương Thiếu Phi, là ngươi tự mình động thủ, hay là để Lý Thành Chủ giúp ngươi một cái? Ha ha, Khương Thiếu Phi thê lương cười lớn một tiếng, nói, hảo một cái Tiêu Phàm, chẳng những thuyết phục Lý Văn Kiếm đem tất cả mọi người đều ra Lưu Ly Thành, để Lưu Ly Thành trở thành thành không. Thuận tiện còn có thể mang theo Lưu Ly Thành thành vệ diệt đi mặt khác ma thành, chọc giận mấy đại ma tôn, cùng chúng ta đồng quy vu tận, thực sự là một thạch số chim. Quá khen, Tiêu Phàm hai tay vác sau lưng, tóc dài màu đen tại hư không phiêu đãng. Được làm vua thua làm giặc, ta chỉ là muốn biết rõ, Lý Văn Kiếm là như thế nào bị ngươi thuyết phục. Khương Thiếu Phi vẫn như cũ không cam lòng hỏi. Trước khi đến, ta theo quân Bách Nhẫn muốn một phong thư. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Quân Bách Nhẫn, Khương Thiếu Phi con ngươi co rụt lại, hắn không biết Tiêu Phàm cùng quân Bách Nhẫn là quan hệ như thế nào. Có thể có vẻ như Tiêu Phàm bị truy nã, chính là bị quân Bách Nhẫn hủy bỏ. Thậm chí, quân Bách Nhẫn còn tự thân thuyết phục mấy gia tộc lớn, mới khiến cho Tiêu Phàm có thể trở lại thiên hoang. Phốc, lời còn chưa dứt, một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy một đạo huyết kiếm bắn về phía không trung, Khương Thiếu Phi đầu bay lên cao cao, trợn to hai mắt tràn đầy không cam lòng. Ở trước mặt hắn, Lý Văn Kiếm cầm kiếm mà đứng, thản nhiên nói, người có thể chết nhắm mắt. Chỉ một thoáng, vô số kiếm khí nở rộ, Khương Thiếu Phi cái gì đều không lưu lại, chết không thể chết lại. Khương Thiếu Phi nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại chết ở trong tay Lý Văn Kiếm. Lý Thành Chủ cứ như vậy không kịp chờ đợi, Tiêu Phàm cười cười. Ngươi là không cần lo lắng, nhưng hắn bất tử, ta liền phiền toái. Lý Văn Kiếm thở dài, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, ngừng một chút nói, may mắn chúng ta không có sinh tử đại thù. Nói thật, Tiêu Phàm nghe vậy, cười cười nói, nếu như không phải Khương Thiếu Phi bọn họ nghĩ như vậy giết ta, ta còn chuẩn bị cùng ngươi hảo hảo chơi một chút. Nghe nói như thế, Lý Văn Kiếm khóe miệng giật một cái, kém chút không đứng vững. Cái gì gọi là cùng ta hảo hảo chơi một chút, ta nhát gan, ngươi đừng làm ta sợ. Lần này, Tiêu Phàm diệt đi Khương Thiếu Phi chờ Khương ra người, hoàn toàn không cần đích thân động thủ, cũng chính là bởi vì như vậy. Mới để cho Lý Văn Kiếm cảm thấy đáng sợ. Có thể nói, đây mới thật là không đánh mà thắng. Ha ha, chỉ đùa một chút, hiện tại, Lưu Ly Thành truyền tống trận có thể bắt đầu dùng. Tiêu Phàm khoát tay cười nói. Điểm này, Khương Thiếu Phi trí tử đều không có nghĩ qua, vì sao làm Khương gia người xuất hiện ở Lưu Ly Thành về sau, truyền tống trận liền lại cũng không ai truyền tống tới. Nếu như hắn hơi cẩn thận một điểm, có lẽ liền không cần chết. Ta hơn ngàn thành vệ đây, Lý Văn Kiếm nói, hơn ngàn thành vệ nhưng là hắn mệnh căn tử, hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta để bọn hắn tiến về tứ tinh ma quật thông đạo xây thành chỉ phòng ngự. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, năm đại ma thành hủy diệt, Lưu Ly tịnh thổ triệt để về thiên hoang tất cả, Lưu Ly thành xây ở trong này đã không thích hợp. Ách, Lý Văn Kiếm vẻ mặt im lặng, hoàn toàn không biết nói gì. Đúng vậy à. Lưu Ly tịnh thổ dị ma đã triệt để hủy diệt, hoàn toàn không cần thiết chấn thủ, vậy sau này mình đi con đường nào đây? Tốt rồi, ta cũng cáo từ, có cơ hội gặp lại. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, lách mình liền không thấy bóng dáng. Nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, Lý Văn Kiếm âm thầm lẩm bẩm một tiếng, tốt nhất đừng gặp lại. Tiêu Phàm rời đi Lưu Ly thành không lâu, trực tiếp hướng thông hướng tứ tinh ma quật thông đạo bay đi. Khương gia cái đuôi rốt cục giết, Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, bố trí nhiều như vậy, kết quả coi như nhường hắn hài lòng.
không phải Tiêu Phàm thật hữu dũng vô mưu, mà là hắn rất ít khi dùng âm mưu tới đối phó người một nhà. Hắn thấy, Thiên Hoàng tu sĩ hẳn là tính là người mình. Chỉ là, một lần lại một lần sự tình để Tiêu Phàm từ bỏ ý nghĩ này, bản thân có lẽ coi bọn họ là người một nhà, nhưng đối phương có thể chưa chắc có thể dung hạ được bản thân. Dứt khoát diệt bọn hắn, rơi vào cái thanh tịnh. Về phần về sau sẽ như thế nào, vậy sau này hãy nói, chỉ ít ở Tam Tinh Ma Quật, Tiêu Phàm cũng không e ngại Khương gia. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm đi tới thông hướng Tứ Tinh Ma Quật thông đạo trước mặt, nơi này đã sớm bị Lưu Ly Thành thành vệ đóng giữ, từ nay về sau, sẽ không bao giờ lại khác thường ma giáng lâm. Cắt đứt Tam Tinh Ma Quật thông đạo, cũng liền đại biểu cho Lưu Ly tỉnh thổ phụ thuộc ma quật. Về sau cũng đừng hòng từ nơi này ly khai, tương đương với hắn chi nhánh nhất tinh cùng nhị tinh ma quật, cũng tiện tay có thể diệt. Phần này công lao, không thể bảo là không lớn. Lý Văn Kiếm sở dĩ đáp ứng cùng Tiêu Phàm hợp tác, không chỉ là bởi vì hắn cho rằng Tiêu Phàm nguy hiểm, chủ yếu nhất là, công lao này đối với hắn mà nói, không cách nào cự tuyệt. Tiêu công tử, ngài thật muốn tiến về Tứ Tinh Ma Quật huyết hồn kiếp hải. Nơi đó có thể so sánh Lưu Ly tỉnh thổ muốn nguy hiểm rất nhiều. Một cái thành vệ quân đội trưởng lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đúng vậy a, Tiêu công tử, theo ta thấy, ngài vẫn là tiến về nhị tinh ma quật đợi một thời gian ngắn, đột phá cảnh giới cao hơn lại đi a. Lưu Ly tỉnh thổ, cũng là có thông đạo có thể tiến về nhị tinh ma quật, đối với thượng phẩm thánh tôn mà nói có lẽ có độ khó, nhưng ngài muốn đi qua, vẫn là rất dễ dàng. Người ngốc a. Lấy Tiêu công tử thực lực, đi nhị tinh ma quật căn bản liền cơ hội lịch luyện đều không có, theo ta thấy, vẫn là trở lại thiên hoang, lại tìm một cái tam tinh ma quật. Ta cũng cảm thấy vậy, có lẽ còn có thể lại diệt một cái tam tinh ma quật dị ma đây. Những người khác mấy cái thành vệ quân đội trưởng ngươi một lời ta một câu, bọn họ biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng là ai cũng không đề nghị Tiêu Phàm tiến về tứ tinh ma quật. Dù sao, tứ tinh ma quật thế nhưng là có ngũ tinh ma tôn. Cũng chính là tương đương với thiên hoang trung phẩm thánh tôn cảnh cường giả tọa chấn. Tiêu Phàm một cái hạ phẩm thánh tôn, ở cấp độ kia cường giả trước mặt, quá yếu. Mọi người có hảo ý ta lĩnh, ta vẫn là tiến về huyết hồn kiếp hải a. Tiêu Phàm cười cười. Hắn ngược lại là muốn tiến về mặt khác tam tinh ma quật, có thể mấu chốt là, một khi trở lại thiên hoang, hắn lại phải bị Khương gia để mắt tới, chẳng lẽ những ngày qua phát sinh sự tình, một lần nữa đến một lần. Người của Khương gia không phiền, hắn Tiêu Phàm cũng phiền a. Hơn nữa, hắn cũng không nhiều như vậy tâm tư đi giết người, đột phá mới là đạo lý quyết định. Tiến về ma quật lịch luyện, hắn cũng là tìm cơ hội đột phá trung phẩm thánh tôn, một vị lĩnh ngộ cũng không phải là chính đồ, muốn cố gắng đột phá, chỉ có thể ở giết chóc bên trong nhanh chóng trưởng thành. Nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm đều là như vậy qua tới. Đám người cũng biết Tiêu Phàm là không thể nào cải biến quyết định rồi, chỉ có thể để Tiêu Phàm bảo trọng, bọn họ những người này, hiển nhiên là không thể nào đi theo rời đi. Không nói trước bọn họ không nguyện ý đi theo Tiêu Phàm đi, chính là nguyện ý, bọn họ hiện tại nhưng vẫn là thành vệ quân đây, cũng không thể tự ý rời vị trí. Tại mọi người không muốn ánh mắt, Tiêu Phàm một cước bước vào hắc sắc thông đạo, thật giống như bị một đầu hắc hà nuốt hết, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Ai, còn hy vọng Tiêu công tử mang bọn ta nhiều đồ vài tòa ma thành đây. Có tu sĩ âm thầm mở miệng, 10 điểm tiếc hận. Bọn họ không muốn Tiêu Phàm rời đi, tự nhiên không phải là bị Tiêu Phàm khuất phục, mà là Tiêu Phàm có thể dẫn bọn hắn lấy được đầy đủ lợi ích. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm cũng nhìn thấu triệt, cho nên căn bản không muốn cùng những người này xâm nhập giao lưu. Giờ phút này, thông đạo, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ cực mạnh không gian niễn áp chi lực. Cả người lực lượng đều thi triển không được. Đây là hắn lần thứ nhất thông qua ma quật thông đạo vừa giới ghé qua, không thể không nói, cảm giác này cực kỳ khó chịu. Khó trách bình thường dị ma đều không dám tùy tiện vượt giới, ở nơi này thông đạo, cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, dù cho rời đi thông đạo, cũng phải một đoạn thời gian mới có thể thích ứng. Tiêu Phàm âm thầm cô. Nếu như lúc này, ma quật thông đạo một chỗ khác, vừa lúc có địch nhân trấn thủ, cái kia chết như thế nào đều không biết. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm quanh thân cỗ kia lực lượng biến mất, cả người trong nháy mắt buông lỏng, lấy lại tinh thần thời khắc, hắn đã xuất hiện ở một chỗ không gian xa lạ bên trong.
Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là nhàn nhạt huyết sắc, bầu trời là huyết sắc, sương mù là huyết sắc, thậm chí dưới chân hắn thổ địa đều là huyết sắc, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Tiêu Phàm gặp qua không ít đặc biệt không gian khác cùng cổ giới, bầu trời hiện lên huyết sắc cũng có, nhưng là giống bây giờ cái này, huyết tinh, giết chóc, tàn nhẫn địa phương, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Người mới vừa tiến vào nơi này, suy nghĩ liền nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, cái này còn bởi vì Tiêu Phàm là thánh tôn cảnh, cho nên có thể đủ khắc chế được. Nếu là đổi lại thánh đế cảnh, thậm chí đại đế cảnh tu sĩ, đoán chừng tiến vào nơi này, không cần thời gian uống cạn chung trà, liền sẽ triệt để điên cuồng. Huyết hồn kiếp hải, sát lục thế giới, Tiêu Phàm âm thầm cô, nhưng hắn kinh dị là, trong cơ thể hắn huyết sắc sát lục nguyên tuyền, vậy mà nhanh chóng vận chuyển lại. Hắn hai mắt nhắm lại, vậy mà lờ mờ cảm nhận được tu la sát lục bản nguyên chi lực. Xem ra ta đến đúng chỗ, Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một vòng đường cong. Ngay sau đó nhìn xung quanh bốn phía, lại là không thấy được bất luận bóng người nào, chỉ có nhìn một cái biển rộng vô tận, dưới chân hắn, chỉ là một tòa phù đảo mà thôi. Nhưng hắn buồn bực là, nơi này vậy mà không có người trấn thủ, chẳng lẽ sẽ không sợ mặt khác ma quật người tới sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, cái lối đi này, chính là từ tam tinh ma quật qua tới, tứ tinh ma quật thật đúng là không sợ tam tinh ma quật người và dị ma chui vào. Huống chi, nơi này hoàn cảnh đặc thù, người bình thường cũng sẽ không tới, đây không phải tìm khó chịu sao. Tìm một chỗ yên tĩnh cảm ngộ tu la sát lục bản nguyên chi lực, có lẽ có thể lĩnh ngộ đệ nhị thành cũng khó nói. Tiêu Phàm âm thầm làm một dự định. Nơi này cực kỳ thích hợp hắn lĩnh ngộ sát lục bản nguyên chi lực, khó được không có người quấy rầy, bỏ qua cơ hội như vậy, ai biết lúc nào mới có thể có. Nói không chừng Khương gia đã biết rõ lưu ly tỉnh thổ phát sinh sự tình. Đánh thẳng dò xét hắn tung tích đây. Khương gia đoán chừng rất nhanh liền sẽ biết rõ hắn đi tới huyết hồn kiếp hải, đến lúc đó phái tới coi như không phải hạ phẩm nguyên tôn, mà là trung phẩm nguyên tôn. Muốn tự vệ, hắn nhất định phải đột phá cảnh giới càng cao hơn. Dù sao, ở lưu ly tỉnh thổ hắn có thể tính tính người của Khương gia, nhưng đến nơi này huyết hồn kiếp hải, nhưng là không có tốt như vậy điều kiện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng lười tìm địa phương. Trực tiếp một đầu chồng vào biển lớn màu đỏ ngòm bên trong, tiềm nhập đáy biển chỗ sâu. Cũng không lâu lắm, Tiêu Phàm liền mở ra một chỗ tĩnh lặng đáy biển không gian. Còn là lần đầu tiên ở đáy biển tu luyện, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, nhắm hai mắt, rất mau tiến vào trạng thái nhập định. Huyết hồn kiếp hải bản nguyên lực lượng cực kỳ nồng đậm, ở trong này tu luyện, ít nhất là ngoại giới mấy lần. Nhất là tu la sát lục bản nguyên, ở chỗ này, Tiêu Phàm có lẽ chỉ cần mấy tháng, liền có thể để sát lục bản nguyên chi lực tăng vọt. Tốc độ như vậy vẫn là quá chậm, Tiêu Phàm thở dài. Nếu như để người ta biết, Tiêu Phàm dạng này tốc độ tu luyện còn ngại chậm, không biết có thể hay không đánh chết hắn. Bất quá, dạng này tốc độ tu luyện, Tiêu Phàm thật vẫn khó có thể hài lòng. Hắn tâm thần chia ra làm ba. Một trong số đó lĩnh ngộ tu la sát lục bản nguyên chi lực, một trong số đó lĩnh ngộ hỗn độn kiếm đạo bản nguyên, mà phần thứ ba tâm thần, lại là đang lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực. Cho dù ở trong này lĩnh ngộ được tu la sát lục bản nguyên chi lực đệ nhị thành, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá trung phẩm thánh tôn. Chỉ là, hắn cũng biết, đột phá thánh tôn cảnh về sau, cũng không khả năng như lấy trước kia đồng dạng, cách mỗi mấy tháng liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thiên hoàng rất nhiều thế hệ trước tu sĩ, ở một cảnh giới một đợi chính là vài vạn năm đây. Hắn mấy tháng có thể cảm ngộ một thành bản nguyên chi lực, còn có cái gì không hài lòng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Muốn lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực, không biết thời không thiên châu có thể không thể hỗ trợ, đúng rồi, còn có phá diệt chi lực. Tiêu Phàm lại nghĩ tới thời không thiên châu. Sau một khắc, Tiêu Phàm lập tức bắt đầu thử nghiệm. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu nguyên tinh cùng ma tinh. Rất nhanh, hắn liền dung luyện trừ bỏ từng đoàn cường đại phá diệt chi lực, dựa vào cường đại nhục thân trực tiếp hấp thu luyện hóa. Nhưng hắn kinh ngạc là, hắn đối đủ loại bản nguyên chi lực cảm ngộ, thật muốn rõ ràng rất nhiều. Chỉ là, loại này phá diệt chi lực tiêu hao tốc độ quá nhanh, để Tiêu Phàm đều có chút đau lòng. Chỉ cần có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ,
điểm ấy ma tinh cùng nguyên tinh tính là gì đây? Tiêu Phàm chịu đựng đau lòng, tiếp tục cảm ngộ. Đồng thời, cảm ngộ thời không bản nguyên chi lực linh hồn phân thân, chậm rãi thúc giục thời không thiên châu lực lượng. Từ khi hắn biết rõ thời không thiên châu chính là Bác lão đồ vật về sau, Tiêu Phàm cũng rất ít luyện hóa. Cho đến bây giờ, hắn cũng vẻn vẹn luyện hóa ba thành. Bất quá, thôi động ba cái này thành uy lực, đã đủ để cho hắn chém giết thượng phẩm thánh tôn. Đồng dạng, hắn thôi động thời không thiên châu, dùng để lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực, cũng là dư xài. Nhất là khi hắn thôi động thời không thiên châu một sát na kia, Tiêu Phàm kém chút mừng rỡ kêu lên. Vậy mà thật có thể, Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức. Thôi động thời không thiên châu, chẳng những có thể lúc tu luyện không bản nguyên chi lực, hơn nữa cảm ngộ tốc độ, vậy mà so sát lục bản nguyên chi lực nhanh hơn mấy lần. Cái này há chẳng phải là nói rõ, có thời không thiên châu ở, bản thân vô luận đi đến nơi nào, đều có thể nhanh chóng cảm ngộ thời không bản nguyên chi lực. Nguyên bản Tiêu Phàm còn lo lắng cho mình lĩnh ngộ ba loại bản nguyên chi lực, không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá cảnh giới cao hơn đây. Hiện tại, thời không bản nguyên chi lực vấn đề giải quyết. Hắn chỉ cần đem đại bộ phận tinh lực tiêu vào tu la sát lục bản nguyên chi lực cùng hỗn độn bản nguyên chi lực bên trên là được rồi. Ta còn thực sự là ngu xuẩn a, vì sao không sớm chút nghĩ tới đây? Tiêu Phàm âm thầm thở dài. Nếu như hắn sớm chút nghĩ đến, có lẽ đã sớm lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực đệ nhị thành. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm tiếp tục lĩnh ngộ sát lục bản nguyên chi lực, nhất định phải ở người của Khương gia đuổi giết đến huyết hồn kiếp hải phía trước. Lĩnh ngộ đệ nhị thành. Bằng không mà nói, về sau muốn lĩnh ngộ hai thành sát lục bản nguyên chi lực, không biết năm nào tháng nào. Thời gian nhanh chóng sói mòn. Một tháng, hai tháng. Đi qua rất nhanh nửa năm thời gian, Tiêu Phàm quanh thân lấp lóe lấy huyết sắc quang mang, đại đội trưởng phát đều biến thành màu máu, hai mắt đỏ bừng như máu, nhìn qua đáng sợ đến cực điểm. Oanh, đột nhiên, tất cả huyết sắc trong nháy mắt nổi liếm. Bốn phía tất cả khôi phục lại bình tĩnh, Tiêu Phàm lại khôi phục dáng dấp ban đầu, bất quá con ngươi nhìn qua muốn ác liệt rất nhiều. Hai thành sát lục bản nguyên chi lực làm sao để cho ta có loại mê thất bản thân cảm giác, nếu là lĩnh ngộ ba thành, bốn thành, thậm chí năm thành, còn đến mức nào? Tiêu Phàm cũng không có mừng rỡ, ngược lại có chút bận tâm. Sát lục bản nguyên chi lực, uy lực thì mạnh, cùng giai cơ hồ có rất ít địch thủ, Tiêu Phàm có thể như vậy chắc chắn. Nhưng là, loại kia tâm tình tiêu cực, vậy mà đối với hắn đều có ảnh hưởng, rất khó chịu được, có thể nghĩ sát lục bản nguyên chi lực đáng sợ. Có lẽ là ta tâm tính còn chưa đủ mạnh, Tiêu Phàm tự hỏi, những ngày qua, hắn xác thực tất cả thư giãn, thở dài nói, một mực bế quan không phải biện pháp, còn phải đi ra ngoài một chút. Triệt hồi bốn phía trận pháp, Tiêu Phàm cực tốc hướng về mặt biển lao đi. Thời gian trở lại nửa chén trà nhỏ trước đó. Mấy đạo thân ảnh cực tốc lướt qua mặt biển, hướng về thông đạo vị trí hải đảo bay tới. Phía trước nhất trốn chạy hai người, một cái là hỏa hồng bào thanh niên, mà đổi thành một cái lại là cưỡi u minh chiến mã nam tử khôi ngô. Thiếu chủ, ta ngăn đón bọn họ, người trước trốn, chỉ cần trở lại lưu ly tịnh thổ, liền an toàn. U minh trên chiến mã nam tử trầm giọng nói. Vừa nói vừa nhìn hậu phương một cái, mấy bóng người theo đuổi không bỏ. Nếu như Tiêu Phàm nghe được thi trung đế vậy mà gọi người này thiếu chủ, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Ta cản bọn họ lại, ngươi trước đi. Hỏa hồng bào thanh niên đột nhiên đã ngừng lại thân hình, biểu tình kiên quyết không còn chạy trốn, quyết định của hắn 10 điểm quyết đoán. Thiếu chủ, thi trung đế sắc mặt đại biến, thuộc hạ chết không có gì, có thể thiếu chủ thân phận không thể bại lộ, lúc này, còn sợ bại lộ thân phận gì, chẳng lẽ thiên hoang còn dám giết bản tôn hay sao? Hỏa hồng bào thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Hô hô, chỉ một thoáng, hậu phương tốt mấy bóng người đuổi theo, người cầm đầu chính là một cái thanh bào nam tử. Hỏa chí tôn, không chạy. Thanh bào nam tử cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, không nghĩ tới người dĩ nhiên là thiên ma kiếp địa người, còn dám đem bàn tay đến thiên hoang đến, sẽ không sợ ta chặt móng vuốt của ngươi sao? Không sai, hỏa hồng bào thanh niên không phải người khác, chính là hỏa chí tôn. Lần trước Tiêu Phàm nhìn thấy Hỏa Chí Tôn cùng Thi Trung Đế hai người truy sát Lạc Vô Thương, nguyên bản hắn còn tưởng rằng hai người chỉ là quan hệ hợp tác, hắn làm sao đều không nghĩ đến, hai người này dĩ nhiên là thượng hạ cấp quan hệ,
Hỏa Chí Tôn căn bản cũng không phải là thái cổ thần giới cùng thiên hoang, mà là đến từ cửu thiên thập địa một trong thiên ma kiếp địa. Lý Thanh Chủ, Hỏa Chí Tôn mặt âm trầm, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương lần này chấp hành nhiệm vụ dĩ nhiên là Lý Thanh Chủ. Nếu như không phải Lý Thanh Chủ thực lực mạnh ra hắn nhiều lắm, hắn căn bản là không dùng kiêng kỵ như vậy, trực tiếp cùng thi chung đế giết là được. Bản tôn chính là thiên ma cung dạ ma khung chi tử, người dám giết bản tôn hay sao? Hỏa Chí Tôn cười âm hiểm một tiếng, nếu như cũng đã nói ra, cái kia cũng không cái gì có thể bảo vệ lưu. Ngươi nếu chết ở chỗ này, lại có ai biết là ta giết ngươi? Lý Thanh Chủ nghiền ngẫm cười một tiếng. Loại kia thực lực thủ đoạn, ngươi như thế nào có thể hiểu rõ? Hỏa Chí Tôn lạnh rên một tiếng, còn ngươi lại là quét mắt tứ phương, tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Dừng một chút lại nói, ngươi không dám giết ta, lại không dám bắt ta, đã như vậy, ngươi truy ta thì có ích lợi gì đây? Lý Thanh Chủ nghe vậy, lâm vào trong do dự, hắn xác thực không dám giết Hỏa Chí Tôn, về phần bắt hắn, vậy càng không dám, vạn nhất người khác hãm hại hắn, hắn có thể nhất định phải chết. Oanh, đang lúc hai phương trầm mặc thời khắc, phía dưới nước biển nổ tung, một bóng người từ mặt nước bắn ra. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Hỏa Chí Tôn cùng Lý Thanh Chủ bọn họ nói, tất cả mọi người ở, thật là đúng dịp. Hỏa Chí Tôn cùng Lý Thanh Chủ đám người trợn to hai mắt, nhìn xem không hiểu ra sao người xuất hiện. Tiêu Phàm, Thi Trung Đế trực tiếp kinh hô mà ra, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là tứ tinh ma quật huyết hồn kiếp hải A, Tiêu Phàm làm sao có thể ở chỗ này. Hỏa Chí Tôn cùng Lý Thanh Chủ cũng đồng dạng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Thần sắc mỗi người không giống nhau. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, coi ta không tồn tại. Tiêu Phàm cười cùng mấy người khoát khoát tay, một bên nói một bên lui lại, không sai biệt lắm rời khỏi mấy trăm trượng khoảng cách lúc, hắn trực tiếp nhấc chân chạy. Làm ngươi không tồn tại, ngươi gọi chúng ta làm sao làm ngươi không tồn tại. Hỏa Chí Tôn mấy người mặt sạm lại, các ngươi nhìn thấy chúng ta phải liều mạng sao, để cho chúng ta tiếp tục trò chuyện. Nhất là Lý Thanh Chủ, nhìn thấy Tiêu Phàm chạy trốn thời khắc, trên người đột nhiên chán phóng cường đại sát khí, giận dữ hét, Tiêu Phàm, chạy đi đâu? Các ngươi ngăn lại Hỏa Chí Tôn cùng Thi Trung Đế, ta đi giết Tiêu Phàm. Lý Thanh Chủ để lại một câu nói, liền tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm giết hắn đệ đệ Lý Thanh Liên, bởi vì quân bách nhẫn nguyên nhân, hắn không dám tìm Tiêu Phàm báo thù. Nhưng là, nơi này chính là trong động ma, dù cho hắn đã giết Tiêu Phàm, thiên hoàng cũng không biết, tự nhiên không cách nào trách tội đến trên người hắn. Như vậy thật tốt cơ hội báo thù, Lý Thanh Chủ lại làm sao có thể buông tha chứ? Tiêu Phàm cũng là phiền muộn tới cực điểm, người nha, vận khí này cũng quá củ chuối đi a. Tiểu gia vừa mới xuất quan, lĩnh ngộ đệ nhị thành tu la sát lục bản nguyên chi lực cùng đệ nhị thành thời không bản nguyên chi lực, đang ở hứng thú đóng lại đây. Không nghĩ tới. Vậy mà vừa xuất hiện liền gặp mấy cái địch nhân. Vẫn là tâm tính không quá quan a. Tiêu Phàm âm thầm oán thầm, lần này chơi lớn. Hỏa Chí Tôn cùng Thi Trung Đế hắn có thể không lo lắng, nhưng là Lý Thanh Chủ, đây chính là cùng ở bên người Lý Đạo Lâm Chủ a. Truyền văn, hắn cũng sớm đã đột phá đến hạ phẩm nguyên tôn cảnh, thực lực mạnh mẽ hết sức, hơn nữa còn là thiên hoang nguyên tôn bảng bên trên nhân vật. Bản thân nếu là rơi vào trong tay hắn, đoán chừng chết như thế nào đều không biết. Chạy, đây là Tiêu Phàm trong đầu tồn tại duy nhất suy nghĩ. Đối mặt Lý Thanh Chủ, hắn đối thời không Thiên Châu đều đã mất đi lòng tin, thôi động thời không Thiên Châu, có thể chưa chắc có thể giết chết hắn. Bất quá, Tiêu Phàm tốc độ vẫn là không chậm, chí ít không kém gì đại bộ phận thượng phẩm thánh tôn. Nhưng là cùng Lý Thanh Chủ, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Lý Thanh Chủ mặc dù chậm thời gian mấy hơi thở, nhưng chỉ vẻn vẹn một hai hơi thời gian, cũng nhanh muốn đuổi tới. Hô hô, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm cũng phản ứng rất nhanh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt chia ra mấy chục cỗ linh hồn phân thân, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ đi. Chỉ có dạng này, hắn mới có một tia chạy trốn hy vọng. Đồng thời, Tiêu Phàm không chút do dự vung ra một cái phong ấn phá diệt chi lực hộp. Liền đầu cũng không dám về. Tự tìm cái chết, Lý Thanh Chủ nhìn thấy Tiêu Phàm lại còn nghi ám toán mình, giận tím mặt, đưa tay chính là một đạo kiếm chỉ nộ xạ mà ra. Sau một khắc, một đạo nhức mắt kim sắc quang mang nở rộ,
lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng quét ngang đi. Theo một tiếng kinh thiên nổ vang, phía dưới nước biển trực tiếp bị ép xuống, nhấc lên mấy trăm trượng cao biển động. Lý Thanh Chủ sắc mặt đại biến, lấy ra một bộ hắc sắc đồng quan che trước mặt mình, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Cái này hắc sắc đồng quan, cùng trong tay hắn chấn thế đồng quan vậy mà giống nhau đến mấy phần. Bất quá lúc này giờ phút này, Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn chạy trốn. Đoàn này phá diệt chi lực uy lực, có thể không đủ để hủy diệt Lý Thanh Chủ. Dù sao, hắn cũng đang phá diệt chi lực bạo tạc uy lực bên trong, vạn nhất đem bản thân làm tàn, còn đến mức nào. Mắt thấy phá diệt chi lực uy áp sắp tới gần, Tiêu Phàm cũng không chút do dự lấy ra chấn thế đồng quan, lách mình trốn tiến vào. Nếu như bị phá diệt chi lực bùng nổ năng lượng kinh khủng quét chúng, hắn khẳng định cũng sẽ thụ trọng thương. Xa xa Hỏa Chí Tôn cùng Thi Trung Đế thấy thế, nơi nào còn dám ngừng lưu lại, không chút do dự nhấc chân chạy. Trong lòng hai người mười điểm nghi hoặc, Lý Thanh Chủ vì sao như vậy hận Tiêu Phàm đây? Thậm chí ngay cả bọn họ đều không lo được, chỉ muốn giết Tiêu Phàm. Bất quá đối hai người mà nói, cái này là một chuyện tốt, hai người mình rốt cục có cơ hội đào thoát. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, ở lúc mấu chốt, vậy mà lại bị Tiêu Phàm cứu. Không sai biệt lắm hai hơi thời gian, Tiêu Phàm lần nữa từ chấn thế đồng quan bên trong đi ra, lại chia ra mấy chục cỗ linh hồn phân thân. Vừa rồi phá diệt chi lực nổ tung lực lượng kinh khủng, đã đem cái kia mấy chục cỗ linh hồn phân thân hủy không còn một mảnh. Tiêu Phàm, trốn chỗ nào? Lúc này, một tiếng tức giận quát mắng từ phía sau truyền đến. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lướt qua, lại là nhìn thấy Lý Thanh Trúc toàn thân rách mướp, máu me đầm đìa, nhưng khí thế vẫn như cũ hung mãnh, hiển nhiên chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Cũng may vừa mới đoàn kia phá diệt chi lực, cho hắn tranh thủ một hai hơi thời gian, lại chia ra nhiều như vậy linh hồn phân thân, Lý Thanh Chủ hiện tại khẳng định không phân biệt được. Rác rưởi, Tiêu Phàm một bộ linh hồn phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, cực tốc hướng về chân trời lao đi. Rác rưởi, cùng lúc đó, bản thể mặt khác linh hồn phân thân đồng thời giống to. Giết, Lý Thanh Chủ đều tức bể phổi, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, lăng không chém một cái, lại có mấy cỗ linh hồn phân thân bị chém giết. Bất quá, còn dư lại linh hồn phân thân đã trốn ra hắn đuổi giết phạm vi. Cuối cùng, Lý Thanh Chủ khóa chặt Tiêu Phàm trong đó một bộ linh hồn phân thân đuổi theo. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cũng không quay đầu lại, cực tốc bắn về phía chân trời. Thấy được Lý Thanh Chủ cường đại về sau, Tiêu Phàm nơi nào còn có nửa điểm cùng Lý Thanh Chủ ngạnh bính dũng khí. Hoàn toàn không phải một cái cấp độ người, tu vi cũng chênh lệch mấy cái tiểu cảnh giới, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới ở một tòa trên hải đảo dừng lại, há mồm thở dốc, sau khi phát hiện cõng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã rất ít bị một cái tu sĩ truy sát. Nói chung, chỉ có một đám tu sĩ bên trên, hắn mới có thể nhượng bộ lui binh, đối mặt một người, hắn nhưng là rất ít trốn chạy. Cuối cùng chạy ra mạng sống, xem ra, ta còn phải cố gắng đột phá nguyên tôn cảnh, bằng không, lần sau rất khó còn sống rời đi. Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng. Phải biết, nghĩ người giết hắn cũng không chỉ muốn Lý Thanh Chủ, còn có Khương gia, Lâm gia, Băng gia, Thiên Sơn gia tộc đây. Ở Thiên Hoang, những gia tộc này kiêng kỵ Thiên Hoang thần các thực lực, không dám động bản thân một sợi lông. Nhưng rời đi Thiên Hoang đây, có ít người liền thân nhân mình cũng dám giết, huống chi chính mình cái này địch nhân. Vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm ở hải đảo phía trên bố trí một cái cực kỳ kín đáo truyền tống trận. Bằng vào hắn tự thân tốc độ, muốn chạy ra Lý Thanh Chủ truy sát, quá khó khăn. Lần này xem như một cái ngoài ý muốn, có thể lần sau đây. Hơn nữa, hắn chuẩn bị, về sau đến mỗi một cái địa phương, liền muốn bố trí mấy cái truyền tống trận, dạng này sinh tồn cơ hội mới có thể lớn hơn nhiều. Lúc này, Tiêu Phàm suy nghĩ mới bình tĩnh trở lại, nhìn qua biển rộng vô tận, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhỏ giọng thầm thì nói, huyết hồn kiếp hải, sẽ không khắp nơi đều là biển A. Một tòa hải đảo phía trên. Lý Thanh Chủ há mồm thở dốc, sắc mặt tái xanh hết sức, trên người trán phóng sát khí lạnh lẽo. Mấy người khác, đứng ở cách đó không xa,
đại khí cũng không dám thở một ngụm. Cũng khó trách Lý Thanh Chủ tức giận như thế, Tiêu Phàm không có giết chết thì bỏ qua, còn bị Tiêu Phàm bày một đạo, mặc dù thương thế không nặng, nhưng cái này với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Bản thân đường đường hạ phẩm nguyên tôn, lại bị một cái hạ phẩm thánh tôn cảnh hại. Việc này nếu là bị thiên hoang biết rõ, mình còn có mặt mũi nào lẫn vào. Mấu chốt nhất là, hỏa chí tôn cùng thi trung đế hai người cũng chạy, chuyến này, hắn hoàn toàn là đi không. Cho ta tìm Ngạo Phong. Sau nửa ngày, Lý Thanh Chủ lạnh lùng phun ra một câu. Công tử, mấy người khác nghe được Ngạo Phong cái tên này, cùng nhau biến sắc, thế nhưng là lại không biết nói cái gì. Bọn họ biết rõ Lý Thanh Chủ tính tình, quyết định rồi sự tình, là ai đều không sửa đổi được. Liền cùng ta nói, ta cần hắn. Lý Thanh Chủ hai mắt đỏ bừng, không báo thù này, hắn nội tâm không có khả năng thống khoái. Đúng, trong đó một cái thuộc hạ cung kính lên tiếng, sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lý Thanh Chủ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, trầm giọng nói, Tiêu Phàm, có thể làm cho ta còn Ngạo Phong nhân tình, người cũng chết kỳ sở. Công tử, cái kia hỏa chí tôn đây. Một cái khác cấp dưới hỏi. Để hỏa chí tôn chạy trốn, nhưng là bọn họ thất trách. Hỏa chí tôn thân phận đặc thù, coi như chúng ta tìm tới hắn, đó là giết hắn tốt, hay là bắt sống hắn đây? Lý Thanh Chủ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mấy người thuộc hạ nói. Mấy người hơi hơi kinh ngạc, cũng có chút mờ mịt. Đúng vậy a, hỏa chí tôn thế nhưng là thiên ma kiếp địa người, hơn nữa thân phận cực kỳ đặc biệt, người muốn giết hắn, thiên ma kiếp địa tất nhiên sẽ báo thù. Đến lúc đó gây nên lưỡng giới phân tranh. Thế nhưng là chuyện rất phiền phức. Về phần bắt sống hắn, vạn nhất hỏa chí tôn rơi vào những người khác trong tay, đến một câu bọn họ cùng hỏa chí tôn cấu kết với nhau làm việc xấu, đây không phải nhóm lửa thiêu thân sao? Chúng ta trăm cay nghìn đắng vây quét hỏa chí tôn, mắt thấy hỏa chí tôn sắp xa lưới, lại bị Tiêu Phàm cứu. Lý Thanh Chủ thản nhiên nói. Những người khác nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lý Thanh Chủ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Biện pháp này, quả thực tuyệt. Coi như Tiêu Phàm chạy trốn, cũng tất nhiên không cách nào lại về thiên hoang. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm có thể chết ở thiên hoang, cái kia hoàn toàn chính là không có chứng cứ. Lý Thanh Chủ trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, nhìn qua ác độc hết sức. Tiêu Phàm lại là không biết, Lý Thanh Chủ nằm mộng cũng muốn giết chết hắn. Hắn giờ phút này đã ở trong biển rộng lạc mất phương hướng, không biết tiến về chỗ nào. Nếu là mặt khác ma quật, hắn có thể tùy ý tìm dị ma, chiếm lấy trí nhớ của nó, liền có thể hiểu rõ ma quật đại khái bố trí. Nhưng là, cái này đáng chết huyết hồn kiếp địa, lại là liền dị ma hình bóng đều không gặp được. Không có dị ma ma quật, còn có thể xưng là ma quật sao? Nháy mắt trôi qua một tháng, Tiêu Phàm ở huyết hồn kiếp địa đi vòng vo một tháng. Cũng may hắn có được linh hồn phân liệt năng lực, có thể một bên dò xét, một bên tu luyện. Bây giờ chỉ kém hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng không có lĩnh ngộ đệ nhị thành. Một khi lĩnh ngộ, hắn tùy thời đều có thể đột phá trung phẩm thánh tôn. Huyết hồn kiếp địa, có vẻ như không nên tới a. Tiêu Phàm có chút hối hận, ngồi ở hải đảo phía trên phụng phịu. Cái này chim không thèm ị địa phương quỷ quái, thậm chí ngay cả dị ma đều không có. Mấy cái khác ma quật, chí ít cũng còn có 5 tòa ma thành. Nơi này liền ma thành hình bóng cũng không thấy. Dầm dầm cũng liền ở Tiêu Phàm buồn bực thời điểm, dưới chân hắn nước biển đột nhiên toát ra nguyên một đám bong bóng, lập tức hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý. Tiêu Phàm lộ ra vẻ tò mò. Hắn đến huyết hồn kiếp địa cũng có một đoạn thời gian, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng kỳ dị như vậy. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm lại nhíu mày. Bởi vì hắn thể nội thật lâu không có động tĩnh bạch sắc thạch đầu, rốt cuộc lại rung rung, phát ra hừng hực bạch mang, lóe lên. Cơ duyên, nguy hiểm, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Loại tình huống này, thường thường là đại cơ duyên, kèm theo đại nguy hiểm. Đột nhiên, Tiêu Phàm nheo mắt, vỗ trán một cái nói, ta chỉ là hạ phẩm thánh tôn A, nơi này chính là huyết hồn kiếp hải, loại này đại cơ duyên cũng không phải ta có thể thừa nhận. Nghĩ vậy. Tiêu Phàm kinh hãi ngồi lên, quay người liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, trên mặt biển đã giống như nước nóng một dạng sôi trào lên, hải đảo cũng bắt đầu lay động không ngừng. Tiêu Phàm tử tế quan sát, mới phát hiện,
mảnh này hải đảo hết sức đặc thù, phía trên vậy mà không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, một mảnh trống không. Hơn nữa, một chút trên tảng đá, lại còn dính vết máu, chỉ là sớm đã khô cạn mà thôi. Nơi này có người chiến đấu. Không đúng, nếu như chiến đấu, tối thiểu nhất cũng là thánh tôn cảnh cường giả, dù sao nơi này chính là tứ tinh ma quật, cái này hải đảo hẳn là đã sớm hủy diệt mới đúng. Không được, nơi này không thể lưu. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, trực tiếp đạp không mà lên, nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu. Đảm nhiệm ngươi rời đi thời khắc, Tiêu Phàm lại giống như nhớ ra cái gì đó, giang tay ra bên trong lấy ra mấy cái hộp, lại thêm mấy đạo phong ấn, cho hắn mai phục tại hải đảo bốn phía. Những cái này phá diệt chi lực, nổ chết hạ phẩm nguyên tôn vậy mà không thành vấn đề a. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng. Lưu lại phá diệt chi lực, thế nhưng là hao tốn hắn 8 ức nguyên tinh cùng 80 vạn ma tinh ngưng luyện. Bình thường 2 ức nguyên tinh cùng 20 vạn ma tinh ngưng luyện phá diệt chi lực, liền có thể nổ chết thượng phẩm thánh tôn, những cái này phá diệt chi lực uy lực có thể tưởng tượng được. Ngay sau đó lưu lại một bộ vì không thể tra thần điêu, nhét vào loạn thạch bên trong, lúc này mới rời đi. Nơi này, tất nhiên là có đại sự muốn phát sinh, hắn không có khả năng lưu lại nơi này, nhưng là đừng nghĩ bỏ lỡ chuyện nơi đây. Ầm ầm, làm Tiêu Phàm rời khỏi 300040000 dặm thời điểm, hắn mặt biển dưới chân đột nhiên cắt đứt ra, trung gian xuất hiện một đạo vực sâu vạn trượng, nước biển chiếu nghiêng xuống, phát ra ầm ầm thanh âm. Cùng lúc đó, hải đảo vị trí, vậy mà bắt đầu chậm rãi phun ra mặt biển. Bậc này tràng cảnh, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng tuyệt đối chấn động không gì sánh nổi. Hắn không có dừng lại, lại lui về phía sau hơn 1000 dặm khoảng cách, giấu ở đám mây, quan sát phía dưới, cau mày. Lúc này, hải đảo kia chung quanh hơn 1000 dặm phạm vi đã tăng lên mấy trượng độ cao, hơn nữa còn không có đình chỉ xu thế. Hải đảo phía trên phương nước biển toàn bộ thối lui, lộ ra từng đống nguy nga khu kiến trúc. Đây là, Tiêu Phàm con người co rụt lại, ma thành, cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, thật sự là những kiến trúc này, cùng hắn thấy qua ma thành quá tương tự. Thành tường cao cao, đen kịt máu tanh phong cách. Ta liền nói, to lớn cái tứ tinh ma quật, làm sao có thể không có ma thành đây, nguyên lai vẫn giấu kín ở trong nước biển, mỗi qua một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện. Tiêu Phàm thở sâu. Còn tốt bản thân chạy nhanh, bằng không mà nói, coi như tao ương. Thở sâu, Tiêu Phàm tiếp tục lui về phía sau 2000 dặm, lấy hắn thực lực, cách xa nhau vạn dặm đều có thể nhìn rõ sở, vẫn là khoảng cách xa một chút càng thêm an toàn. Hơn nữa, hắn còn an bài một tôn nhỏ bé không thể nhận ra thần điêu ở hải đảo phía trên, mọi thứ đều có thể phản hồi cho hắn. Chỉ là Tiêu Phàm hiện tại rất xoắn suýt. Bản thân lưu lại hải đảo phía trên phá diệt chi lực, đến cùng nổ hay không đây? Nổ hay không, Tiêu Phàm rất xoắn suýt, đây nếu là nổ, tuyệt đối có thể trực tiếp đem tòa này ma thành cho bưng. Quản ngươi cái gì hạ phẩm nguyên tôn, hay là thánh tôn cảnh, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nếu có trung phẩm nguyên tôn, có lẽ còn có thể sống sót. Tiêu Phàm xoắn suýt thật lâu, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cũng không phải hắn không nỡ những cái kia phá diệt chi lực, dù sao tạm thời đến xem, những cái kia phá diệt chi lực, hắn là lấy không trở về. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại liền một cái dị ma cũng không thấy. Thành trì là có, nhưng không có dị ma, nổ thì có ích lợi gì. Tam ức cực phẩm nguyên tinh a, dù cho Tiêu Phàm thường xuyên đại thủ bút, đó cũng là một bút cực kỳ khổng lồ tài phú, hắn cũng không muốn chỉ nổ một tòa thành không. Lại. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, tiếp tục tiềm phục tại đám mây, chờ đợi ma thành bên trong dị ma xuất hiện. Mà lúc này, cách xa nhau bên ngoài mấy vạn dặm một tòa hải đảo phía trên. Lý Thanh Chủ đang chờ đợi cái gì, đột nhiên, hai đạo bóng người từ trên cao rơi xuống, ngừng ở trước mặt Lý Thanh Chủ. Ngạo Phong, người rốt cuộc đã đến. Lý Thanh Chủ cười nghênh đón. Phía trước hai người, một người trong đó chính là đoạn thời gian trước. Lý Thanh Chủ phái đi tìm kiếm hắn huynh đệ cấp dưới. Mà đổi thành một người, thì là người hắn muốn tìm, Ngạo Phong. Ngạo Phong, người mặc trường bào màu trắng, mặt như ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, rất có đại nho khí chất, ngọc thụ lâm phong. Chỉ là, khi hắn hướng đi Lý Thanh Chủ thời khắc, hai chân lại là một cao một thấp. Dĩ nhiên là một cái tên què.
nếu như không phải tận mắt thấy, ai cũng không thể tin được, một cái thánh tôn cảnh cường giả, vậy mà hai chân một dài một ngắn. Lấy thánh tôn cảnh cường giả thực lực, nhục thân hủy diệt, đều có thể tùy tiện khôi phục a, làm sao có thể bước đi què chân đây? Nhưng mà, sự thật chính là như thế. Cái này gọi ngạo phong nam tử, bước đi một cao một thấp hết sức rõ ràng. Bất quá, Lý Thanh Chủ lại là tha thiết đi đến ngạo phong bên người, hai tay ngăn đón hai vai của hắn, một bộ 10 điểm thân nhân bộ dáng này cũng không muốn làm bộ. Đội trưởng, tìm ta cần làm chuyện gì, vội vã như vậy. Ngạo phong cười cười nói, cũng không có bởi vì bản thân què chân mà có chút sa sút tinh thần, ngược lại 10 điểm tự tin. Cũng đúng, có thể trở thành thánh tôn cảnh, lại làm sao có thể tâm tính không quá quan đây. Lấy năng lực của ngươi, chắc hẳn đã đoán được mà. Lý Thanh Chủ đắng chát cười một tiếng, cũng không có làm giải thích thêm. Ngạo Phong khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói ta cũng không phải vạn sự giai minh, bất quá, nếu như ta nói, đội trưởng sở cầu, Ngạo Phong làm không được, không biết đội trưởng có thể hay không trách ta. Nghe nói như thế, Lý Thanh Chủ nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc ở cái kia, buông ra Ngạo Phong hai tay, tức giận nói, liền ngươi cũng không giúp ta. Ngạo Phong thần sắc lạnh nhạt, cười lắc đầu, đội trưởng, vĩnh viễn là ta huynh đệ gặp nạn, Ngạo Phong tự nhiên toàn lực ứng phó, chỉ bất quá, ta tới trước đó tính một quẻ, chuyến này mê vụ lượn lờ, 10 điểm hung hiểm. Nếu như những người khác nghe được lời nói của Ngạo Phong, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Tính một quẻ, Ngạo Phong dĩ nhiên là một tên thầy tướng số, khó trách Lý Thanh Chủ sẽ tìm hắn tới đối phó Tiêu Phàm. Có cái này quỷ thần khó lường soán mệnh chi thuật, Lý Thanh Chủ sẽ không sợ tìm không thấy Tiêu Phàm. Lý Thanh Chủ cau mày, rơi vào trong trầm tư. Hắn cùng với Ngạo Phong chính là huynh đệ, tự nhiên biết rõ Ngạo Phong làm người, ở soán mệnh chi thuật bên trên, Ngạo Phong cho tới bây giờ nghiêm túc, cũng sẽ không kiếm cớ lừa dối hắn. Chỉ là, Lý Thanh Chủ làm sao cũng không tin, bản thân chẳng qua là muốn giết một cái hạ phẩm thánh tôn tu sĩ mà thôi. Như thế nào lại hung hiểm đây? Nếu là người khác nói ra lời này, hắn trực tiếp một tát lên rồi. Nhưng lời này là Ngạo Phong nói ra được, hắn liền không chắc không thận trọng suy tính. Tính toán thời gian, hẳn là ma thành xuất thủy. Lý Thanh Chủ nhỏ giọng thầm thì một tiếng, lại nói, chúng ta cùng dị ma nhiều năm như vậy nước sông không phạm nước giếng, chẳng lẽ sẽ có hành động gì? Ta xem không phải rất rõ ràng, đoán cũng rất mơ hồ. Đội trưởng muốn giết người này, rất cổ quái. Ngạo Phong lắc đầu, ngay sau đó lại nhíu mày nói. Cổ quái, một cái hạ phẩm thánh tôn mà thôi, có gì đó cổ quái. Lý Thanh Chủ khinh thường. Không phải hắn xem thường Tiêu Phàm, mà là sự thật chính là như thế, lấy hắn hạ phẩm nguyên tôn thực lực, quản ngươi cái gì âm mưu quỷ kế, trực tiếp một quyền nghiền nát. Lại cổ quái, lại như thế nào đây? Tới nơi này ta cũng đã nghe nói. Hắn có thể từ đội trưởng trong tay đào tẩu, đây chính là một loại thực lực, chẳng lẽ đội trưởng không cảm thấy đối phương không đơn giản sao? Ngạo Phong ngược lại là rất bình tĩnh, vẻ mặt thành thật nói, hơn nữa, ta suy tính người này lúc, chỉ có thể suy tính đến một sợi dấu vết, đây là chuyện chưa từng có. Đây cũng là ta nói ta không làm được nguyên nhân, bởi vì ta căn bản là không có cách suy tính hắn vị trí xác thực, người này, giống như không có mệnh cách quỹ tích một dạng. Lý Thanh Chủ nghe vậy, cau mày. Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng Ngạo Phong hẳn là sẽ không lừa gạt mình mới đúng, huống hồ, giết một cái hạ phẩm thánh tôn, cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Nếu như Ngạo Phong như vậy thì từ bỏ trợ giúp bản thân, Lý Thanh Chủ là thế nào đều sẽ không cam lòng. Ngay sau đó chỉ thấy hắn khoát tay một cái nói, không có mệnh cách quỹ tích. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết vô mệnh chi nhân, loại người này. Sớm tại Thái Cổ về sau, cũng chưa có. Hiển nhiên, Lý Thanh Chủ cuối cùng vẫn là lựa chọn không tin. Thái Cổ về sau là không có, đây chẳng qua là không có người nhìn thấy qua mà thôi, nhưng cũng không đại biểu nó thật không tồn tại. Ngạo Phong hết sức chắc chắn nói. Hắn không thích đem lời nói chết, thế giới này, có thể là chuyện gì đều có thể phát sinh. Nếu như Tiêu Phàm nghe được lời nói của Ngạo Phong, đoán chừng đã sớm kinh động như gặp thiên nhân. Gia hỏa này liền thấy đều chưa thấy qua hắn, vậy mà liền tính ra hắn là vô mệnh chi nhân, cái này cũng thật là đáng sợ. Lý Thanh Chủ không muốn cùng Ngạo Phong tranh luận những cái này, hắn muốn chỉ là kết quả. Ngạo Phong,
một lần này bất kể như thế nào ngươi đều phải giúp ta, Thanh Liên không thể chết vô ích, khả năng này là ta duy nhất một lần có thể giết hắn cơ hội báo thù. Lý Thanh Chủ khẩn cầu nhìn xem Ngạo Phong. Nhìn thấy Ngạo Phong trầm mặc, Lý Thanh Chủ lại nói, coi như cho Thanh Liên báo thù, được không? Ai, Ngạo Phong thở thật dài một cái, nói, đội trưởng, ngươi cũng biết, chúng ta thầy tướng số là tin nhất mệnh, ta sở dĩ muốn ngăn cản ngươi, là bởi vì ta thấy được. Nhìn thấy cái gì, Lý Thanh Chủ sắc mặt biến hóa. Nhìn thấy ngươi, Ngạo Phong lắc đầu, không có nói tiếp, không có gì, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi còn có thể trịnh trọng cân nhắc một lần. Không cần suy tính, Thanh Liên thù nhất định phải báo, Tiêu Phàm cũng phải chết. Lý Thanh Chủ không chút nghĩ ngợi nói, hắn giết Tiêu Phàm chi tâm cực kỳ bức thiết, ai cũng không ngăn cản được. Ngạo Phong nhìn thật sâu Lý Thanh Chủ một cái, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ phức tạp, cuối cùng gật đầu nói tốt, ta đáp ứng ngươi. Ha ha, ta liền biết, ta huynh đệ sẽ không bỏ ta tại không để ý. Lý Thanh Chủ làm càn cười to, nắm cả Ngạo Phong đầu vai, một trận lay động, hiển nhiên là kích động. Ngạo Phong cũng cười, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng. Mà Lý Thanh Chủ cười cười, sắc mặt chậm rãi trở nên vô cùng dữ tợn, trong lòng lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, lần này xem ngươi làm sao trốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 195.